các chị sớm thế. Làm gì sớm nhỉ? Chị mang đây rồi à? Đây là em bỏ đây rồi. Chị có một mẫu ở ngoài kia nữa rồi. Một mẫu ở ngoài chỗ trồng cao cao rồi. Áo đang mặc là áo nhung em ơi. Áo nhung, áo nhung. Nhà em he không có quần dài màu trắng đâu chị ơi. Cảm ơn chị Nguyễn Khang nha. Em đang về được cái hàng mới đang lắp lông đấy chị ạ. Đang lắp lông cổ lông mũ vào để tí đã lên luôn mẫu mới ạ. Khoác len có ạ, bộ nhung có em ơi. Đợi chị một tí nhá. Hôm nay về kiểm hàng muộn quá giờ. Giờ còn gọi là vừa bán vừa lắp cái lông mũ để vào các bác này. Các chị vào like ạ, chưa em xin nút chia sẻ nhá. Chân váy có quần mặc trong không? Có chứ chị ơi, có chứ. Thế thì mình mặc nó mới thoải mái. Đứng lên ngồi xuống đi lại nó mới thoải mái được. Áo em mặc bao tiền á? Các chị thích, các chị đoán xem hôm nay em bán các chị bao nhiêu tiền ạ? Các chị đoán xem hôm nay em bán các chị bao tiền? Em gái hôm nay sang thế hay sáng thế chị? Sang thế thì nhìn mà áo nhung nhìn trông đẹp hẳn luôn đúng không ạ? Áo đang mang bao nhiêu? Hình như còn có vài cái thôi. Lắp lốp cái này cho em. Áo em đang mang á. Chị không nghe thấy tiếng đâu bạn ơi á. Chị Lan Hương, các chị có nghe thấy em nói không ạ? Áo đang mặc có size của 60 cân không em có? Chị Nguyễn Giang ơi, áo em mặc á. Em tặng các chị đầu like nhá. Ok chưa? Áo nhung hàng Quảng Châu. Hàng cũng là hàng Azi các chị này. Cái trạng nhung xịn luôn, các chị nhìn hàng cho em ạ. Đẹp lắm luôn ý. Đợi em một chút để em kiểm cái hàng này đã. Chị Hoa ơi, tìm hộ em cái chỗ áo nhung bốc ở đây cho em ạ. Quyền dòi lâu thế nhở? Đó. Chị ơi, nó có mấy màu cơ mà. Nó có mấy mẫu, có phải một mẫu đâu. Em đang bán rẻ lắm à? Chị thế thì cho em xin nút chia sẻ với. Cho em xin nút chia sẻ với. Em đang lắp cái lông áo. Tại vì là hàng nó vừa mới về xong mới lắp cái lông mũ vào đã. Tại vì là cái áo nó đẹp ở cái lông mũ. Nó là cái điểm. Sao chị? Chị cứ bác mang hết các mã đây. Để em biết em xem nó có size gì chứ nó có size mà. Lên luôn nhá. Rồi áo em mặc các chị lên luôn cho em là mã gì nhỉ? Mã hôm nay lên là mã gì? Lại vẫn là chị lúc nãy ở hướng. Rồi các chị ơi vào đi, vào đi, vào đi. Em đang xem nó có size gì với size gì đây. Này khó lắm, là cái cổ áo ra. Màu này là màu rêu à? Màu này gọi là màu rêu à? Không thấy gì à? Áo nhung em mặc á? À?
hàng HG chị ạ. Em tặng các chị 159.000 đồng một áo. Ok chị ạ, 159. Các chị comment của em là gì? Mã hàng A1 các chị nhá. A1 và kèm số điện thoại cho em ạ. A1 và kèm số điện thoại, em nó có màu nâu với màu rêu hai màu. Nâu rêu hai màu cho em ạ, đen này. À đâu, nâu nâu với rêu. Mã này em sẽ có là size XL này. Đó, em để em kiểm xem nó còn size gì đã các chị ơi. Hàng của nó là hàng trước là hàng hai mấy đúng không? Hàng 250, 260. Hàng 250, 260. Các bác nhìn hàng cho em ạ, toàn bộ của nó sẽ là hàng nhung của hãng HG các chị nhá, nhung của hãng HG ạ. Đơn hàng của trưa hôm nay mã này em sẽ có là MLX. Được chưa ạ? MLXL. Các chị lên đơn hàng cho em là A1 và kèm số điện thoại ạ. A1 và kèm số điện thoại cho em ạ. 40 đến tầm khoảng là 65 cân đổ về chốt đơn ạ. 40 cân đến 65 cân đổ về chốt đơn hàng ạ. A1 và cộng số điện thoại DXL này. Đó, chắc là nó sẽ có là MLXL. Hình như lúc nãy em lấy con size M em mặc cái sao ấy. Rồi ạ, MLXL 3 size các chị nhá, 40 cân đến 65 cân. 40 cân em mặc màu rêu các chị này. Màu em mặc là màu rêu các chị yêu nhá. Nó sẽ có cả màu nâu nữa. Ok chị ạ, nó sẽ có cả màu nâu nữa. Các chị lên đơn hàng cho em ạ. A1 và kèm số điện thoại ạ. A1 và kèm số điện thoại cho em ạ. Đẹp lắm luôn em, 159.000 đồng ạ. 159.000 đồng ạ. Các chị lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em, nó sẽ có là hai màu các chị yêu nhá. Màu nâu và màu rêu ạ. 3 size MLXL. Các chị vào live stream ạ, cho em xin lượt chia sẻ với ạ, lấy tương tác các chị này. Được chưa ạ? MLXL 3 size của nó là giữ nhịp nhung các chị nhá. Con này là áo nhung cộc tay. Áo nhung cộc tay của hàng hãng ạ. Áo đấy có cổ tim không? Không có chị ơi, không có cổ tim nhá. A1 ạ. MLXL 3 size các chị cứ từ 40 41, 42 cân để đổ lên tầm khoảng 65 cân đổ về ạ. Các chị vào live stream ạ, cho em loan xin một lượt chia sẻ các chị yêu nhá. Ẩn comment mã này quá tiết luôn. Các chị nhìn cho em ạ, con nhung xịn các chị này. Một con áo nhung xịn sò luôn ạ. Ép nhiệt đinh đá cho em như này ạ. Ép nhiệt đinh đá. Mã hàng và kèm số điện thoại cho em ạ, chị Hải Đỗ ạ, chị Lê Xe ạ, chị Mai Mai ạ, chị Nguyễn Thị Hồng có đơn hàng ạ. Like tối qua chốt đơn cho em nhé, em vẫn đang chốt đơn của like tối qua và đơn của trưa hôm nay chị ạ. Chị Nguyễn Thúy Nga, chị Gia Bảo ok, chị luôn ngày hôm nay có rất là nhiều mã giữ nhiệt này, mã áo khoác này, chị ạ, phong hè các kiểu luôn, có cả váy đấy chị nhá. Nhiều mẫu lắm ạ, chị nông thược ok, ngày mai các chị chọn cho em màu nâu hoặc chọn cho em màu rêu nhé, mặc đây chị này. Màu nâu hoặc màu rêu, hai màu như này cho em ạ, của nó là nhung cộc tay các chị nhá, nhung cộc tay. MLXL 3 size. Để chị ạ, MLXL 3 size các chị lên đơn hàng ạ, kèm số điện thoại cho em ạ. Đấy. MLXL em có 3 size luôn ạ. À, có áo da không sọc em có, em chào chị Thành Huế, Quỳnh Hương ok ạ, chị Thu Hương, à Thu Hồng có ạ, chị Hồng Định ạ, chị Mai Mai có rêu với xanh ạ, chị Phú Ngô có màu nâu này. Chị Đỗ Huê comment của em mã A1 chị nhá, comment của em mã A1 rồi. Xịn đét luôn các chị ạ. Đây các chị nhìn hàng cho em này. Toàn bộ của là hàng thương hiệu chị ạ, toàn bộ hàng thương hiệu luôn các chị ơi. Hàng HG các bác biết là ngoại trường không bao giờ có dưới 300.000 đúng không ạ? Không bao giờ có dưới 300.000, nhưng hàng em vừa xem tặng các chị 159.000 ạ. 159.000 đồng một áo ạ. Chị Thuyền Thuyền ạ, chị Nguyễn Thúy Nga có, Đỗ Thu Hiền. Các chị ơi, nhung này mà không phải nhung xịn các chị cứ trả lại em luôn. Để chị ạ, nhung này không phải nhung xịn các chị mình cứ trả lại em luôn ạ. Có size số ạ, MLXL 3 size ạ, 40 cân đến 65 cân em chốt đơn nhá. Từ 40 cân cho đến 65 cân đổ về em chốt đơn hàng ạ. A1 và kèm số điện thoại ạ. À, da nhung á, da nhung em đang còn vẫn đang chốt đơn của trưa hôm nay chị ạ. Tí em mặc sau chị Quân Đức ơi, chị Vũ Huyền ok chốt A1 màu rêu này, 63 cân mét 66 ok, chị Thịnh Nguyễn lại, chị Vân Phạm chốt đơn hàng ạ, nâu với rêu hai màu các chị nhá. Nâu rêu ạ, hai màu cho em ạ. Lên đơn hàng và kèm số điện thoại ạ. Đẹp quá này các chị này. Em sửa các chị luôn ạ, hôm nay vừa được cái mã này gọi là này các chị này, nó gọi là đính cho em này, ép nhiệt cho em rất là chắc luôn các chị nhá, nhìn chất cho em này. Nó mềm gọi là ánh nhung cho em ấy, nó mềm lắm ấy, không bị dặn bị gọi là bị dặn bị ngứa một chút nào luôn ạ. Chất thì nó co giãn, để chạy chất thì nó co giãn các bác luôn ạ. Mẫu này các chị mặc ở trong áo vest này, áo da cực kỳ là xinh luôn ấy. Đấy, hoặc các chị thời tiết nó se lại các chị mặc cho em như này thì là ok. Để chạy là đẹp ạ. À, lên quần bò đi ạ, tí em lên sau chị ơi. A1 cho em mẫu này nhá. Chị nào nhanh tay mình có đơn hàng ạ. Nhanh tay mình có đơn, chậm tay hết hàng. Ngày mai báo nhân viên là bỏ ở xem ở cái mác ở cổ nhá, xem size số ở cái gáy áo này. Đấy, MLXL 3 size. 40 cân đổ lên, 42 cân đổ lên, tầm khoảng 65 cân đổ về em chốt đơn. Đấy, 65 cân đổ về chốt đơn hàng ạ, A1 ạ. Chị Gia Bảo chị cứ lên mã hàng đi, ngày mai các chị chọn màu à, chọn màu chọn size vừa cho em nhá. Chọn màu chọn size vừa, các chị lên đơn hàng cho em ạ, toàn bộ hàng cao cấp luôn. Em tặng các chị luôn ạ, 159.000 đồng một áo. 159.000 đồng một áo, các chị có thể tham khảo giá thị trường thoải mái. Chị Hoa Mộc Lan lên số điện thoại. Chị phải mua 250, đúng rồi, chuẩn luôn chị ơi.
chuẩn luôn. Tại vì hàng này nó không có rẻ đâu chị ạ. Chẳng qua là hàng này em còn được giá sale thôi. Hàng HG ấy, em còn được giá sale thôi chị ạ. Chứ còn bình thường các chị mua làm gì có giá mà 159.000 đồng đâu. Rồi qua các chị một mẫu này nữa này. Đây. Mã này thì vừa mới về tinh tình luôn. Đấy, tí em sẽ lên các chị rất là nhiều mã giữ nhiệt của hãng HG luôn các chị yêu nhá. Cho em xin được chia sẻ với nào, chị Anh Đỗ có ạ, Ngọc Hiếu ạ, chị Thủy Vũ ạ. Dồn đơn tối hôm qua được không? Nếu mà đơn chưa chốt đơn thì dồn được, còn đơn hàng mà đã gọi chốt đơn và đi đơn rồi thì không dồn được đơn đâu chị nhá. Chị Vân Nguyễn ạ, chị Trần Nụ ạ, chị Trần Hàng ok chốt đơn nào. Đây các bác nhìn cho em hàng này. Thực sự luôn ạ, các chị nhìn cho em một con áo này. Xịn nét luôn nhá, ba size cho em ạ. Em mặc thử các chị mình xem này. Đây. Mặc cho các bác xem luôn. Mẫu này vừa mới về xong các chị này. Mã này các chị comment cho em là mã gì ạ? Đá 625 các chị nhá. Đá 625 và kèm theo số điện thoại cho em. Con này thì các bác nhanh tay mình có đơn các chị này. Nhanh tay mình có đơn hàng ạ. Đá 625 kèm số điện thoại ạ. Ok không ạ? Đá 625 và kẹp theo số điện thoại cho em. Các chị chốt đơn. Ủa con này đẹp thế nhở? Sao đấy? Đẹp nhờ các chị ơi. Họa tiết của nó cực kỳ là xinh luôn á. Đấy chị ạ, mã này là A. À quên, đá 625 các chị nhá. Đá 625 và kèm số điện thoại cho em ạ. 42 cân đến tầm 65 cân đổ về em chốt đơn. Em thề luôn, mã này thì không nhanh là không còn hàng. Mã mới các chị này, phần dưới đính đá cho em. Mẫu này của nó sẽ là cổ sơ mi các chị nhá. Đấy chứ ạ, của nó sẽ là cổ sơ mi. Còn cái phần thân của nó sẽ là ren lưới. Đấy chứ ạ, phần thân của nó sẽ là ren lưới cho em ạ. Mã này các chị bạn đi làm, đi chơi đều ok hết cho em các chị nhá. Mã này các chị comment là đá 625 kèm số điện thoại ạ. Em mà tặng trên line em là 185.000 đồng các chị yêu. Đấy chứ ạ, 185.000 đồng ạ. Em bao giá các chị luôn mẫu này. Ok chưa các chị ơi ạ, 185.000 đồng ạ. Mã hàng lên cho em là đá 625 và kèm số điện thoại ạ. Đá 625 và kèm cho số điện thoại cho em ạ. 185.000 đồng một áo các chị yêu nhé. 185.000 đồng các chị này. Chị về nhận áo đá nhà em rồi, đẹp lắm. Cảm ơn chị gái ạ, Liên Hà nhá. Chị Hải Âu rồi ok em chốt đơn hàng ạ. Chị Vang Hoàng có đơn hàng ạ. 185.000 đồng một áo các chị ơi. Đẹp quá, xuất sắc luôn các chị ạ. Thực sự luôn, mẫu cái này các chị rất là dễ mặc luôn. Cái phần phần dưới nó sẽ là đính đá như này các chị này. Đá ép nhiệt rất là chắc luôn ạ. Chị Mến Nguyễn có ạ, Trần Nụ có ạ, chị Loan Nguyễn ok em chốt đơn hàng ạ. Mã này em có ba size nhá các chị ạ. Tự nhiên có một cái lông nó bay vào cổ. Em ơi, em vào trong nhà lấy chị xin cốc nước vậy. À đấy hết nước rồi. Lấy hết rồi mà. Mã này đà 625. Chân váy mặc có bán chị Tùng My ạ. Nhưng mà nó còn lẻ mẫu chị ơi. Được mẫu nào lẻ mẫu đấy được không ạ? Chị Nguyễn Thị Hồng có ạ, Thắm Ngô có đơn hàng ạ. Mã này các chị có mẹ đá 625 và kèm số điện thoại cho em ạ. 185.000 đồng cho các chị yêu ngày hôm nay nhá. Quá đẹp luôn các chị ơi. Chất co giãn này các chị này. Chất nó co giãn nó thoải mái lắm luôn ý. Lên váy len đi, tí em lên sau chị yêu. Tí em lên sau nhá. Mã này là đá 625. Em có 3 size MLXL. Các chị mình cứ thoải mái lên đơn cho em mẫu này ạ. Không có gì là khó, chị cứ lên mã hàng cho em mà có đơn. Chị Thanh Hà ơi, chị lên số điện thoại chị ơi. Ẩn comment lắm ấy chị ơi, nhưng mà các chị cứ lên mã hàng số điện thoại cho em là máy lọc đơn bình thường chị ạ. Không cần em đọc tên nhưng các chị vẫn được chốt đơn chị ơi. Chị Loan Nguyễn cho em xin mã hàng rồi á. Chị Thị Anh Đào chốt đơn hàng ạ. Thóng áo khoác mới à, rồi bình tĩnh chị ơi. Chị Xuân Hiếu có đá 625 này. Đá 625 cho em ạ, 185.000 đồng một áo các chị yêu nhá. 185.000 các chị này. Quá xuất sắc luôn, quá đẹp và quá xuất sắc luôn. Mã này ạ, cổ sơ mi cho em. Đó, nó là cổ sơ mi cho em ạ. Mạng chán quá à, thôi cố gắng giúp em một đâu. Áo khoác Loan đang đi à. Ok, đợi em một tí. Tên Loan ai cũng xinh xắn đáng yêu. Đúng, 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 chuẩn luôn chị ạ. Chị nói chỉ được cái đúng thôi. Nhiều khi cứ bị đáng yêu quá rồi chị ạ. Ra xịn em có. Cho chị đáo 625 ạ. Ok chị đáo Trần nhá. Các chị có mẹ đá 625 và kèm số điện thoại cho em. À đến ngày em nghỉ Tết thì tứ chị không còn xu nào.
Mẹ. Nào con đi xuống cái kia mẹ bán hàng. Chị Ngô Duyên ok chốt bán 625 ạ. 185.000 đồng thôi các chị ơi. Đẹp lắm luôn ý. Đính đá này, đá của nó đá ép nghiệt rất là chắc luôn các chị nhá. Đá ép nghiệt cực kỳ là chắc luôn. Cái phần thân nó sẽ là hai lớp. Để chạm phần thân của nó đây xem nào. Ừ nó là hai lớp liền các chị này. Phần thân là hai lớp luôn. Chị Thanh Hà có, chị Huyền Trang ạ, chị Tuyết Nguyễn ok chốt đơn hàng ạ. Các chị ơi, nhiều khi là comment ẩn em không đọc hết được tên các chị đâu. Các chị cứ lên mã hàng với số điện thoại trên và có đơn nhá. Chị Lan Ngọc có ạ, chị Hanh Lê chốt đơn hàng ạ. Mạng sao vậy á? Em không biết tại sao luôn ý chị ơi. À, chị Tùng Trung rồi ok chốt đơn hàng ạ. Rồi em cảm ơn chị gì ạ? Tia Nguyễn nhá. Chị Nguyễn Văn Hậu có ạ. Chị Mến Trần ơi, hôm qua đặt hai áo không thấy gọi á, nhà em vẫn chưa chốt đơn xong rồi chị yêu ạ. Chị Hoa Nguyễn ok chốt đá 625 này. Mã hàng và kèm số điện thoại trên là các chị yêu mình có đơn nhá. Đá 625 cho em. Quá đẹp quá chị, gọi là quá sắc nét luôn cái mã này. Rồi em lên luôn ạ, rồi tới luôn các chị này. Cái mã em đăng này mà các chị hỏi em quá trời luôn mà hàng hôm nay mới về được hàng. Mà hôm nay mới về được hàng, các chị nhìn cho em ạ, quá xuất sắc luôn các chị gái nhá. Quá đẹp và quá xuất sắc luôn ạ. Mã này các chị comment là mã gì nhỉ? Mã này gọi là gì? Mã này gọi là mã gì ạ? Chất lượng và kèm số điện thoại cho em. Các chị ạ, thực sự luôn nó quá chất. Một cái mã hàng này ạ, để chạm một cái mã hàng này gọi là quá chất luôn ạ. Các chị lên mã này cho em là chất lượng và cộng số điện thoại ạ. Các chị mình có đơn đấy các chị này. Một con paca ngắn, để chạm một con paca ngắn ạ, lót lông cho em. Các chị ơi, thực sự luôn là nó quá đẹp luôn. Các chị ạ, em đăng lên mà khách hàng chốt trên tin nhắn, gọi là em chốt, em giết tin nhắn mỏi tay luôn. Các chị nhá, mẫu này em sẽ có là size LXL 2 size. LXL 2 size ạ. Mấy hôm nữa gọi là đêm nay lại thời tiết lại trở lạnh rồi các chị ơi. Mã này các chị yêu comment cho em là gì ạ? Chất lượng ạ, cộng số điện thoại ạ. Các chị mình có đơn hàng ạ. Em ơi các chị ơi, nhìn cho em cái tông màu nâu này. Màu nâu cho em các chị yêu nhá. Em đã có size là size LXL 2 size. Chốt cho các chị yêu nhà mình tầm khoảng là 42 cân đổ lên ạ. 42 cân đến tầm 60 cân đổ về em chốt đơn nhá. 42 cân đến 60 cân đổ về em lên đơn hàng ạ. Mã hàng chất lượng ạ. Em đang có màu nâu này. Chất lượng cho em ạ, tông màu này của nó sẽ là màu gì ạ? Màu be các chị nhá, tông màu be này. Chất lượng cho em ạ, tông màu hồng ạ. Đó, chất lượng màu hồng này. Chất lượng cho em ạ, tông màu trắng ạ. Trắng của nó sẽ là trắng kem các chị yêu nhá, trắng kem cho em ạ. Và chất lượng cho em ạ, tông màu đen. Có size các chị dưới 60 cân đổ về ạ. Ok chị ạ, có size các chị mình dưới 60 cân đổ về lên đơn hàng ạ. Mẫu này các chị không thích các chị có thể là tháo, tháo cho em cái lông người ra, nhưng mà có cái lông là nó rất là đẹp và sang luôn. Đấy. Dành cho ngày hôm nay chị yêu là mình nhanh tay. Thực sự luôn, hàng này của nó là hàng đặc, chất của nó chất kaki ướt các chị ơi, nó không phải chất thô, chất kaki ướt cho em ạ. Lên mã hàng trên là chất lượng và cộng số điện thoại cho em, các chị ơi mình có đơn nhá. Tháo được cổ ra không em? Tháo được cái lông chị ơi, còn mũ thì không tháo được ra đâu chị ạ. Mũ không tháo ra được, chỉ tháo được lông thôi ạ. Đẹp lắm luôn chị ạ. À, đây này, các chị nhìn cho em hàng này. Chất lượng cho em. Em tặng các chị này 399.000 đồng. Đúng không ạ? 399.000 đồng một áo. Lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em. Các chị nhá, em mặc màu nâu ạ. Em mặc là tông màu nâu. Ôi mã này đặc biệt, bao nhiêu ngày hôm nay mới về được hàng. Các chị phải lên chuẩn cho em mã chất lượng giúp em với. Đấy chị ạ, tại vì cái sờ cái áo này nó quá là sướng các chị ơi. Sờ áo này quá sướng luôn ạ. Các chị nhìn hàng này. Toàn bộ của nó hàng cao cấp, hàng loại 1 luôn. Hàng em sẽ không làm hàng loại 2 cái siêu nhá. Hàng loại cái chất của nó là cái chất nó rất là khô, không được mềm mại này luôn ạ. Chất lượng ạ, em mặc màu nâu rồi các chị này. Tông màu thứ hai nó sẽ là tông màu đen ạ. Tông màu thứ hai tông màu đen ạ. Tông màu thứ ba sẽ là tông màu trắng ạ. Để chạy chất lượng cho em màu trắng này. Chất lượng cho em ạ, tông màu hồng ạ. Chất lượng cho em ạ, tông màu be ạ. Và kèm số điện thoại cho em. Tất cả em đang có 5 màu các chị yêu nhá. Em có size L và size XL. Chốt đơn các chị từ trên 40 cân đến tầm khoảng 60 cân đổ về ạ. Lại thích rồi, nhích luôn chị ơi. Mà con này quá sướng mà chị ạ. Mà con này quá sướng luôn ạ. Chất lượng mà cộng số điện thoại cho em, các chị lên đơn hàng ạ. Em ơi này, ấm quá luôn, em thề luôn, kiểu gì cũng phải để lại con này mà. Kiểu gì cũng phải để lại mặc luôn. Nhìn nó đẹp nhờ. Ôi hàng này các chị này, lót lông bên trong cho em ạ. Quá đẹp luôn các chị ơi ạ. Nhanh tay cho em mã này nhá. Nhanh tay mã này mình có đơn ạ, chất lượng và cộng số điện thoại ạ. Chị nào thích màu hồng lên luôn cho em có màu hồng. Đằng sau là hàng thêu các chị nhá. Đằng sau là chữ thêu cho em ạ. Chất lượng các chị chọn luôn màu giúp em với. Tại vì là cái hàng này hôm nay em về được hàng nhưng về được rất là ít. Đấy, về được hàng nhưng lại về được cực ít luôn các chị ơi ạ. Chất lượng và số điện thoại cho em ạ, 399.000 đồng ạ. 399.000 đồng các chị mình lên đơn hàng cho em mẫu này ạ. Đây màu hồng cho em.
Đẹp quá này các chị này. Đấy chị ạ, chất lượng cho em ạ, tông màu hồng và cách số điện thoại cho em các chị chốt đơn nhá. Quá xịn nhở. Yêu ơi cái mã này thế luôn, em mong chờ bao nhiêu ngày hôm nay rồi. Em mong chờ bao nhiêu ngày hôm nay mới về được hàng. Đấy, đợi đúng mà thời tiết mà ngày mai chuyển lạnh rồi ạ, ngày hôm nay về được hàng gọi là sung sướng cuộc đời luôn các chị ạ. Sung sướng luôn nhá, chất lượng cho em màu hồng ạ. Chất lượng cho em ạ, tông màu này là màu B các chị này, B của nó là B đậm nhá. Đấy chị ạ, B của nó là B đậm, các chị nhìn cho em cái lông áo này, lông cổ này. Để chị nhìn cho em cái mũ lông của nó này. Chất lượng các chị chọn luôn màu giúp em với ạ. Chọn màu ạ. Tất cả màu này, mẫu này đẹp thật. Chị ơi hàng này em chọn bao nhiêu ngày hôm nay mới về được hàng chị ạ. Đấy các chị biết là em phải săn mẫu này. Em phải săn bằng được tại vì em quá thích cái mẫu này luôn. Em quá thích cái mẫu này luôn ạ. Chất độ xuống chị ơi cái màu nó cũng yêu cơ. Hai size các chị nhá. Hai size các chị, nói chung các chị cứ dưới 60 cân đổ về các chị chốt. Dưới 60 cân đổ về các chị chốt đơn hàng ạ. Sốc dạ em không chị ơi. Đây màu này của nó sẽ là tông màu này là màu màu B các chị ơi nhá. Màu này là màu B cho em ạ. Chất lượng các chị chọn màu ạ. Chị Xuân Ly ạ, chị Yến Huỳnh ạ, chị Hoàng Thu ok em chốt đơn hàng ạ. Ôi này, dáng đẹp này. Cái này là đẹp từ form đến dáng đến chất lượng của nó luôn. Đấy phải nói là đúng với cái tên mã hàng lại chất lượng ạ. Áo trắng lông tỏ tí em lên sau chị gái ơi, chị Hoàng Thu có rồi ạ, chị Huyền, chị Bùi ok em chốt đơn hàng ạ. Mã này hôm nay chị nào mà bỏ lỡ quá tiếc luôn chị ạ. Ok chị An An có đơn nhá. Chất lượng màu này màu B. Để chị ạ, có cả màu trắng màu đen nữa. Chị nào thích màu trắng màu đen các chị lên đơn hàng ạ. Con này thì đây các chị này. Cái tay của nó sẽ là trần, kiểu là trần phao cho em các chị nhá. Để chị ạ, tay của nó lót phao cho em ạ. Chất lượng ạ, cực kỳ ấm luôn các chị ơi. Thời tiết này mà có đến âm độ các chị mặc con này ạ. Quá sướng. Áo em mặc bên trong là mã đá 6 bao nhiêu ạ? Đá 625. Áo em bên trong là đá 625. Rồi chị Hoa Mộc Lan có ạ, 65 cân thì không vừa chị ơi. Nhưng em chưa về được size to. Đây ạ, màu trắng cho em ạ, chất lượng cho em màu trắng này các chị này. Chất lượng màu trắng và cộng số điện thoại cho em các chị chốt đơn hàng ạ. Đẹp các chị nhìn qua từ cái tem mác của nó luôn ạ. Chọn các chị toàn bộ hàng loại 1, các chị mua mẫu này bên ngoại trường phải hơn 800. Phải hơn 800 nghìn. Đấy chị ạ, phải hơn 800 nghìn, em tặng các chị 399 nghìn đồng một áo. Đấy chị ạ, siêu phẩm luôn các chị ơi. Mã hàng này phải gọi là siêu phẩm luôn, màu trắng này. Đó, chất lượng cho em màu trắng và kèm theo số điện thoại cho em các chị lên đơn. Chất lượng màu trắng ạ, kèm số điện thoại cho em các chị mình chốt đơn hàng ạ. Đây màu trắng cho em này. Đó, tông màu trắng cho em nhá. Chất lượng cho em màu trắng ạ. Trắng của nó sẽ là một kiểu trắng kem kem các chị nhá. Chị Thanh Vân Trần ạ, chị Liên Lê có đơn hàng ạ. Cho chị xem màu nâu ở đây, màu nâu đây. Màu nâu thì không phải bàn, không phải suy nghĩ nhiều, nó quá chất, nó quá đỉnh ạ. Cái màu nó đẹp. Đấy, cái màu nó quá đẹp các chị yêu nhá. Đấy chạy chất lượng mà kèm theo màu số điện thoại cho em các chị lên đơn ạ. 399.000 đồng một áo, được chưa ạ? Rồi ạ, 399.000 đồng ạ. Đây có cả màu đen nữa này, chị nào thích màu đen các chị lên đơn nhé. Màu nâu thì em lấy ở ngoài kia đấy em. Chị đang like mẫu rồi ra hỏi chị. Đây ạ, các chị này, chữ của nó chữ theo. Được chưa ạ, chữ theo đằng sau ạ. Chất lượng các chị chọn màu lên luôn cho em ạ. Lên lên ngắn đi đợi em tí chị ơi. Đẹp quá thể luôn. Thực sự luôn ạ, đẹp quá thể, nó ấm như này các chị ạ. Tranh thủ nhá, tranh thủ cho em ạ. Tại vì giá thời điểm bây giờ là em đưa cho các chị là giá tốt nhất. Để chị ạ, đưa cho các chị giá tốt nhất ạ. Không tháo được mũ, chỉ tháo được cái lông áo, lông mũ thôi chị ơi. Chỉ tháo được lông mũ chứ không tháo được mũ ra cho em ạ. Không tháo được mũ, chỉ tháo được lông mũ ạ. Chết chị rồi em ơi, cứ đẹp thế này thì phải làm sao chị ơi. Đẹp là phải triển thôi chị ơi. Đẹp là phải triển thôi. Đấy, màu đen cho em này. Chị yêu thích màu đen, các chị lên đơn hàng ạ. Chất lượng mà. Chất lượng cho em ạ, tông màu đen và kèm số điện thoại ạ. Chị ơi chị điện cho cái Huyền của em cả. Chất lượng màu đen ạ. Đó, chị yêu chốt chất lượng cho em màu đen và cộng số điện thoại cho em. Tất cả em có 5 màu các chị nhá. Em dỗ lại bảng màu một lần nữa này. Để chạy chất lượng cho em ạ, tông màu nâu ạ. Mẫu này em thấy luôn, em đăng lên phát bao nhiêu người hỏi. Bao nhiêu người hỏi nhưng mà mỗi tội là hàng hôm nay mới về được. Đấy. Đây các chị ơi, màu nâu cho em này. Đấy chị ạ, đây là tông màu trắng này. Chất lượng cho em ạ, tông màu B. Quá tuyệt vời ạ, các chị ơi. Chất lượng cho em ạ, tông màu B này. Chất lượng cho em ạ, tông màu hồng ạ. Và chất lượng cho em ạ, tông màu đen. Tất cả em có 5 màu ấy các chị yêu nhá. Đấy chị ạ, ngày mấy củ rồi. Thôi chị ơi, làm thêm một đôi củ nữa thôi chị ơi. Đấy, các chị nhìn hàng cho em ạ. Xuất sắc luôn các chị ơi, xuất sắc luôn ạ. Mũ không tháo được, chỉ tháo được cái lông mũ thôi chị ơi. Chỉ tháo được cái lông mũ thôi. Đợi em tím lên vài len, hôm nay nhiều mẫu mới về lắm ấy. Đấy, cho chị màu B chị ơi, comment của em là chất lượng đi chị ơi. Comment mã hàng chất lượng giúp em mới ạ. Comment cho em xin mã hàng là chất lượng và cộng số điện thoại ạ.
Đó, chất lượng cộng số điện thoại chúc em với ạ, 399.000 đồng. Các chị mình lên đơn. Rồi ôi, lúc mũ lông, áo mũ lông lúc nào còn 65 cân và nữa chị hai áo thề luôn. Mũ này là em mới về được hai size chị ạ. Em đã đặt thêm size to đấy ạ. Những chị nào đang đặt đang muốn là lấy thêm size to, các chị đợi em một vài hôm nữa nhá. Áo bên trong em mặc là mã đá 625 chị ơi. Đấy chứ ạ, 625 cho em là 185.000. Thật nhá, chót dại lần này thôi. Chị cứ thử thêm, chị cứ thử xem có thử là xem có chốt dại thêm lần này nữa không, hay là chốt dại thêm nhiều lần nữa. Đấy, không lại dại thêm nhiều lần nữa. Rồi qua mẫu nào. Em sợ lên một lúc là không có hàng mà chốt đơn ấy, tại vì mẫu này khách xỉ cũng đặt nhiều. Đẹp quá mà không có tiền mua. Rồi ôi, hôm nay chị nào cũng kêu hết tiền. Chết mất. Đẹp như thế này các chị này, bỏ qua phí lắm. Ngày mai đảm bảo chị nào hết tiền cũng phải mua. Chị nào hết tiền cũng phải mua. Đấy, áo em mặc bên trong là đá 625 chị ơi. Mã này form các chị thoải mái từ 40 cân đến 60 cân. Thoải mái từ 40 cân đến 60 cân luôn. Chị Đỗ Giang ạ, chị Lâm Trung ok này. Chị Nguyên Duyên Nguyễn ạ, chị Yến Bảo ạ, chị Ngô Thu chốt đơn hàng ạ. Chất lượng ạ, chị Huế Phạm có đơn nhá. Chị Liên Bùi ok chốt đá 625 ạ. Chị Nguyễn Mai có đá 625 này. Ôi các chị ơi, đá mẫu đá 625 này cũng xinh này. Đấy chứ, đá 625 này cũng xinh. Nó là kiểu dạng áo sơ mi ấy, nhưng mà nó là sơ mi ren như này. Đấy, ren của nó sẽ là ren lưới. Phần cái phần cổ nó sẽ đính đá như này cho em. Phần cổ đính đá này. Đấy, cổ đức cho em các chị yêu nhá. Mã này các chị có mày là đá 625. Ôi dồi ôi, vẫn cứ chất lượng thôi các chị ơi. Vẫn cứ chất lượng thôi. Tiếp theo các chị một mã này nữa. Một con mã kìa. Người lấy chị luôn cái mã phao ra đây. Phao ra luôn. Hỏi anh ai mua cho. Để bảo cái lý nó xếp sang cho nhá. Đợi em tí ấy, chị yêu ơi, em lên một mã này nữa. Các chị ơi, thích mã chất lượng các chị comment luôn. Rồi, tủ 20 chiếc áo khoác em rồi, vẫn muốn chốt em ơi à. Em cảm ơn chị yêu rất là nhiều nhá. Chị Nguyễn Toan ok em chốt đơn ạ. Các chị ơi, nhận hàng cứ bóc hàng kiểm tra chất lượng cho em ạ. Cái sờ cái chất nó mềm lắm ấy, chất kaki ướt. Chất kaki ướt cho em chứ không phải là chất thô mà nó kiểu là sột soạt đó. Chất lượng 58 cân rồi ok luôn. Tôi chết rồi, ngày mai là không có hàng chốt rồi. Vừa đưa chị cái mẫu giữ nhiệt đằng sau em rồi. Nó có mấy nhiều hình chứ không phải một hình thôi nhá. Tầm giờ này em loan nhiều hàng đẹp lắm mà giá rẻ. Em săn được giá rẻ lắm. Cứ tầm một cách khoảng là đến Tết khoảng tầm 1 tháng trước Giáng sinh thì em nhiều rất là nhiều mẫu à. Giá sale được chưa? Chị Xuân Hân đây comment cho em xin mã chất lượng nhá chị nhá. Comment mã hàng giúp em với. Xem hộ chị xem có mấy size. Tiếp theo một các chị một cái mã hàng HG này. Ba size mà lấy nào. Alo. Mình ship cho chị một tab Zino. À quên. Cái gì nhỉ? Cái bó húc à? Ừ, hai tab bó húc nhá. Không. Lốc. Cái gì mà húc cho khỏe ấy. Lạnh vào. Ừ, lạnh vào nhá, lạnh nhá. Chất lượng là 399 chị yêu ơi, 400.000 cái. Đấy, về mặc cho sướng chị ạ. Thời tiết mà có đến là có mấy độ ấy mặc cũng thích. À, không thấy áo đâu là sao? Sao lại không thấy áo đâu? Đây các chị này, lên mã này cho em ạ. Lại tiếp với các chị này, đợt trước hàng này đắt quá em không nhập được. Tại vì là giá về rất là cao, như đợt này em nhập được giá sale các chị mình cứ gọi là thoải mái cho em. Để chứ ạ, các chị yêu mình cứ thoải mái cho em mã này ạ. Để cửa lên để bọn nó không xe bên ngoài đi. Chị ơi xem một em xem có mấy size nào. MLX. Rồi ôi MLXL á. Không có S à? Rồi ạ, MLXL ạ. MLXL em nó có 3 màu nhá, màu trắng này, màu trắng này, màu be này và tông màu đen, 3 màu cho em ạ. Trắng, be, đen các chị nhìn hàng này. Đợt trước hàng nó toàn xỉ hai mấy đấy chị ơi, toàn xỉ hơn 200.000 ạ. Em không nhập được tại vì giá nó cao quá, về không biết bán thế nào. Nhưng mà ngày hôm nay ạ, săn được giá sale các chị mình cứ gọi là nhanh tay nhá. À, lông thỏ đằng sau tí em lên chị gái ơi. Đây các chị nhìn hàng này. Đẹp quá thể luôn các chị ơi, hàng HG cho em các chị biết chất lượng rồi. Hàng HG các chị biết chất lượng rồi đúng không ạ? Áo em mặc bao nhiêu à? Áo gì chị? Áo 625 à? 625 cho em là 185.000 ạ. Mã này lên cho em là gì nhờ? A2. Mã này các chị comment cho là A2 nhá các chị nhá. A2 cộng số điện thoại cho em ạ. Mã này thoải mái các chị tầm khoảng là 6 mấy cân đây. Để em mặc thử các chị xem cái size nhỏ trước luôn. Đấy, mặc thử các chị mình xem cái size nhỏ trước luôn này. MLXL 3 size.
được chưa ạ? Quần này, cái này của nó sẽ là kiểu là dòng giữ nhiệt các chị yêu nhá, giữ nhiệt cộc tay của nó, hàng hắc, hàng hãng cho em ạ. Mã này các chị comment là A2, em đang có trắng này, màu trắng này, màu be này, vẽ tông màu đen. A2 và cộng số điện thoại ạ, thoải mái các chị từ khoảng là 44-45 cân đến 65 cân, 45 cân đến 65 cân đổ với em chốt đơn ạ. Nó có một mã này à hay như nào đấy? Nó có mấy màu thôi, chia ra biết rồi, nhưng mà nó có nhiều kiểu khác nhau mà. Nhiều kiểu chia ra đi đừng giống nhau rồi. Mấy kiểu đây. Ừ, có nhiều kiểu, nhưng mỗi kiểu nó có ít thôi. Ba kiểu. Đây xem em cái chữ này xem là nó có nhiều không? Có. Ở trong đấy à? Rồi A2 cho em nhá. Màu trắng này, màu be với màu đen. Em tặng các chị luôn, giá đẹp luôn các chị nhá. Các chị lưu ý này, hàng hãng HD. Đấy chứ ạ, bác nào đang mua ngoại trường 280-300 nghìn đồng là giá gọi là bình thường các chị nhé. Giá bình thường nhất cho em ạ, ngày hôm nay tặng các chị luôn ạ. 169 nghìn đồng, 169 nghìn đồng một áo. Các chị lên đơn hàng trên là A2 và kèm số điện thoại ạ. Màu trắng này, màu be và tông màu đen, 3 màu các chị nhé, trắng be đen ạ, 3 size MLXL. Chất lượng thì không phải suy nghĩ tí nào ạ, tại vì hàng của nó là hàng thương hiệu rồi ạ. Hàng thương hiệu cho em ạ, 3 size các chị nhé, MLXL 3 size ạ. Form chất lượng các chị từ 45 cân ạ, 45 cân cho đến là tầm khoảng là 65 cân, 66 cân thoải mái cho em. 45 đến 65, 66, 67 cân vẫn thoải mái cho em mẫu này ạ. 3 size MLXL đủ size số các chị yêu luôn, 3 màu đủ size. Đó, 3 màu đủ size đủ số. Các chị lên đơn hàng mã hàng cho em là A2 và kèm số điện thoại ạ. Chị Hoa Nguyễn ạ, chị Ngọc Hiên ạ, chị Lan Anh Lê có ạ. Chị Hoa Nguyễn chốt đơn hàng A2 và kèm số điện thoại, có 3 màu các chị nhá. Trắng ạ, be và đen. Em chưa lai áo G13 đâu chị ạ. Chị Lương Hoàng ạ, giờ mới ra. Tí em đen sau. Được chưa ạ? Tí em đen sau ạ. Mã hàng cho em là gì nhỉ? A2 nhá các chị nhá. A2 màu trắng này, A2 màu be và A2 cho em ạ, tông màu đen. Cộng số điện thoại cho em, các chị có đơn. Đó, các chị ơi làm cho em luôn cả 3 màu mặc. Làm luôn cho em cả 3 màu mặc luôn các chị này. Chất sướng quá luôn ấy. Để chạy chất sướng quá luôn ấy. Chị gì ạ? Chị Nguyễn Nhơn ok chị luôn ạ. Ngô Thị Hoa có này, chị Xin Bùi ok chốt đơn hàng. Các chị ơi hàng toàn bộ hàng hiệu như này mà em tặng các chị giá 169 nghìn đồng là hàng em vượt được giá sale nhá các chị nhá. Còn bình thường em không nhập được giá này đâu. Chị Xin Bùi Nguyễn Lợi có ạ. Dài tay thì em xem có mẫu nào dài tay em lên sau nhá. Dài tay có nhưng mà hình như là của HG của cái ấy, của cái nhiệt kia kìa, nhiệt cốt tông ấy. Nó có mấy mã hôm nay về mà cái kìa ở bên kia kìa. Ở chỗ Phong Long ấy. Có nhiều không? Mã nào có nhiều đưa em lên trước nào. Chỗ chân huyền áo nhung cộc tay nữa kìa. Rồi A2 cho em. Chị Nhật Hoàng có màu be này, chị Quỳnh Hương có ạ, chị Nguyễn Thị Hồng có ạ, Trung Khánh ok chốt đơn hàng ạ, chị Thiên Hoa có đơn hàng ạ. A2 và kèm số điện thoại ạ. Sao lại gặp em lon xinh gái chết chị rồi đấy. Các chị đang bảo là gặp em tốn tiền quá ấy này. Chị Hương Chu có ạ. G13 về rồi nhưng mà về được tí tẹo tiểu teo chị ơi. Chị Nguyễn Thị Hồng có A2 ạ, chị Thu Hà có A2 ạ. 169 nghìn đồng. Để chạm 169 nghìn đồng. Em ít tuổi đấy chị ạ. Trong trên live em già hơn so với bên ngoài. Tại vì em không ăn ảnh. Đấy, bên ngoài em cũng thấp bé nhẹ cân thôi. Chị Văn Đào có A2 ạ. Sao em ở Tuyên Quang, chị Mơ Tuấn ơi, em ở Tuyên Quang nhá. Các bác ơi cho em xin lượt chia sẻ ngày hôm nay rất là nhiều mẫu mới luôn ý. Chị Duyên Hoàng có màu be ạ. Mã hàng A2 và kèm số điện thoại cho em. Để chạm 169 nghìn đồng các chị gái nhá. Tiếc quá chị mua hơn 200. Chị mua hơn 200 vẫn là rẻ chị ạ. Em mới thật luôn đấy. Nếu mà không mua hơn 200 vẫn rẻ. Chắc là lúc đấy là người ta sale. Chứ còn giá bình thường là nhập vào lại trên dưới 200 nghìn rồi. Chị Thúy Mai ok chốt A2 ạ. Chị Thiên Hoa có đơn hàng ạ. Đấy, mẫu này em nhập được sale em mới bán cho các chị được giá 169 nghìn. Còn bình thường em không nhập được giá này ạ. Em cảm ơn chị Trần Út nhá. Có áo ren không? Em có áo ren chị gái ơi. Tiếp theo, ủa dồi ôi, áo dài tay nhá các chị ơi. Tiếp theo các chị một cái hàng HG luôn ạ, dài tay này. Ngày những các bác cũng toàn hàng hiệu mà giá rẻ các chị ơi. Toàn hàng hiệu mà giá rẻ giật mình luôn. Từ cho em một mẫu này đã. Tiếp theo các chị một con phao da. Để chạm một con phao da của mẫu mới ạ. Mã này các chị lên cho em là gì nhỉ? Phao 862 các chị ơi nhá. Ơi phao 862 ạ, lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em, đẹp xuất sắc luôn các chị này. Phao 862 cho em ạ. Mã này hình như là có 3 size MLXL. Mã này về được 3 size MLXL. Để cho các chị comment là phao gì ạ? Phao 862 các chị nhá.
phao 862 và kèm theo số điện thoại cho em với ạ. Đây là 3 size ạ. Chị lấy cho em size nhỏ nhất rồi. 68 cân. Mã này có ML, XL. 40 cân đến tầm khoảng là 60 cân đổ với em chốt đơn. Được chưa ạ? 40 cân đến 60 cân. Thực ra em phải mặc size L đấy, DCM này. Size M là em mặc nó hơi chật một tí. Đấy. Các chị comment mã này là các chị comment là phao gì nhỉ? Phao 862 các chị nhá. Chị ơi, hàng của mình lâu mới nghe tới nơi. Chị Trang Hà Linh cho em xin số điện thoại, em kiểm tra đơn cho. Lên G13 đi cho nó nóng. Để thế thôi em ơi. Các chị nhìn hàng cho em đẹp quá đấy các chị này. Em nó có màu nâu các chị nhá, màu nâu, màu be, màu đen. Chuẩn mã hàng cho em là gì ạ? Phao 862 kèm số điện thoại. Các chị nghe giá các chị còn gọi là giật mình thon thót luôn ạ. Tại sao hôm nay em Loan lại cho các chị giá đẹp thế? Đấy, tại sao hôm nay em lại cho các chị giá đẹp thế? Các chị nhìn hàng này. Ôi các chị ơi, nhìn cho em nhá, nhìn cho em từ cái cổ lông của nó luôn này. Để chạm đẹp xuất sắc luôn ạ. Mã này các chị comment là phao 862 ạ, cộng số điện thoại cho em ạ. G13 ngắn á. Chị ơi, G13 nó là dáng ngắn mà chị nhìn em mặc trên live rồi đấy. Em chả biết như nào, nhưng mà em mặc trên live như nào thì em giao các chị y tế. Có phải là em mặc trên live một kiểu em giao chị một kiểu đâu. Đúng không ạ? Áo choàng nó là kiểu áo choàng ngắn mà chị. Thì treo chị lại bảo G13 nó ngắn. Bao nhiêu chị mua hàng cũng có ấy này. Chị Nguyễn Thúy Nga, ok chốt A2, phong 862 ạ. Thôi chốt các chị múc giá này này, 329.000 đồng. Đấy chứ ạ, hàng đợt đầu của nó là 580. Đợt đầu tiên là 580.000, ngày hôm nay tặng các chị luôn ạ, 329.000 đồng. Không nghe nhầm luôn các chị nhá. Em tặng các chị ngày hôm nay 329.000 đồng một áo. Các chị comment là mã hàng phao 862, em có 3 size các chị ơi nhá, ML, XL. Đấy chứ ạ, ML, XL lên đơn hàng và kèm số điện thoại ạ. Quá đỉnh luôn các chị ạ. Chị ơi, chị Trang Hà Linh ơi, không biết hàng thế nào chứ. Mình cũng đặt mấy cái lâu. Chị ơi, chị biết là cuối năm ạ. Chỗ vận chuyển nào người ta cũng là chậm chị ơi. Năm nào cũng thế mà chị. Chứ không phải nguyên nhà mình nhà em là nó lâu đâu. Có chỗ thì nó nhanh, cái hành trình nó nhanh hơn. Nhưng mà có chỗ là có thể là do là vùng dịch ý, hay như thế nào đấy. Nó có vấn đề gì vì lại cái chuyến thư ấy nó sẽ chậm hơn so với ngày thường. Với lại là cả những cái ngày Tết ý. Lúc nào cái đơn vị vận chuyển người ta cũng bị quá tải chị ạ. Nó không như ngày thường. Ngày thường nó có thể là nhanh 1-2 ngày. Nhưng mà ngày Tết kiểu gì cũng phải chậm 3-4 ngày chị ơi. Được kiểm tra hàng cho em thoải mái. Mã này phao 862, em đang mặc màu nâu quá chị này. Màu nâu cho em ạ. Con này có là phao da lót lông các chị nhá. Phao da lót lông bên trong ạ. Em tặng các chị luôn ạ, 329.000 đồng. Hàng thì không phải suy nghĩ luôn chị ơi. Hàng này chất lượng không phải suy nghĩ luôn ạ. Ấm vừa đẹp luôn. Đó, thì em có muốn là nó lâu như thế đâu chị. Mình phải phụ thuộc vào cái đơn vị vận chuyển thôi. Em chả biết nào luôn, chị bảo G13 ngắn. Em mặc trên line nó là dáng ngắn mà chị. Nó là dáng ngắn mà. Và em tí tí em lên mặc cho các chị sau. Em lên nó không có hàng mà bán luôn ý. Em mặc lên không có hàng bán luôn. Đây. Đây các chị này. Mã hàng cho em là gì ạ? Phao 862 màu này là màu be các chị nhá. Cái chạm màu này của màu be nhỉ? Gọi là màu này màu be đi. Màu này là màu be cho em ạ. Đằng sau của nó sẽ là theo kim sa. Đằng sau nó sẽ là theo kim sa cho em ạ. Phao 862 màu be ạ. Nhiều hàng đẹp quá thôi. Em cảm ơn chị nhá. Hôm nay nhận được áo đá rồi đẹp lắm shop. Cảm ơn chị Miu Con Thu Hiền ạ. Bán nhà đất là sao? Nhà đất bán là sao ạ? Bán cho chị một bộ em ơi ạ. Ok luôn chị Hằng Lê nhá. Chị Trần Linh rồi ok ạ. Chị Huệ Phan có đơn hàng ạ. Hàng này chị đẹp quá, mặc đi chơi ạ. Cũng hỏi mua ở đâu ạ? Giới thiệu luôn cho em chị Linh Duyên nhá. Giới thiệu luôn cho em. Mã này có 3 size MLX. Các chị dưới 60 cân em chốt đơn. 40 cân đến 60 cân chốt đơn hàng ạ. Đỉnh cao của chất lượng luôn các chị này. Lót lông cho em. Nhẽ ra con này giá cao tiền hơn. Nhưng mà tôi ngày hôm nay ạ, cho các bác gọi một mã hoan hỉ luôn nhá. Để cho em cũng muốn bán gọi là đánh nhanh thắng nhanh thôi. Tết nhất đến đít rồi. Em muốn bán cho nó nhanh gọn đây ạ. Chị Vân Nam Cường ok chốt đơn ạ. Chị Trần Thị Hạnh ok chị luôn này. Phao 862 ạ, cách số điện thoại cho em. Chị Đỗ Hằng ạ, phao 862 ạ. Mình đặt mấy lần nữa không được chốt đơn khổ thân chị. Ôi dồi ôi. Nó bị ẩn comment đấy chị ạ. Nó bị ẩn comment ngáy ngày hôm nay mạng nó chán. Mạng nó cứ nhiên nát nát nhũ nhiễu của gì. Chị Nguyễn Phượng ok chốt phao 862 ạ. Dưới 60 cân ý chị ông nhá. 3 size ML rồi nhận hàng các chị mình được bóc hàng kiểm tra hàng cho em thoải mái.
Rồi hôm nay chị được bộ B47 và bộ nhung đẹp quá trời em ơi, em cảm ơn chị Ngành nhá. Cảm ơn chị Ngành xinh gái. Chị Nguyễn Huệ ạ, chị Tuyết Mai ạ, 1m6 mà có ngắn không? Nói chung là cái dáng này dáng ngắn. Ừ, mẹ bảo là Linh bóng xinh gái. Sướng không? Đây ạ. Màu này. Rồi em cảm ơn chị Yến Hưng ạ, chị Hoàng Lý. Hoàng Lý ạ, ok. Chốt 3862. Rồi các chị ơi, thế thì em lên luôn cái mã G13 nhưng em chỉ có 14 cái. Em chỉ về được đúng 14 cái. Hàng về nhỏ giọt kinh khủng luôn, không qua hàng. Nát lông nữa hả? Đây đây. Trắng có bao nhiêu cái, nâu có bao nhiêu cái? Trắng có bộ 3 cái, 4 cái. 63 cân vừa không, 63 cân tùy chiều cao. Nói chung là nó sẽ là dáng ngắn ngắn nhá chị nhá. Đưa chị một con áo nhung kìa. Em nhung cao cao, nhung cọc tay ấy. Đấy, cọc tay ấy. Mỗi bóng có nhiều cái mẫu chất cao cao, chị về có nhiều. Chị về có nhiều hoa lên cái bếp đấy. Chị cắt một cái đấy, để mặt trước. Xem có mấy màu. Màu nâu, màu xanh đi. Đợi em một chút, em mặc lên cái G13 luôn nhá. Trước khi lên G13 em sẽ lên các chị một con áo nhung nữa này. Để chị lên các chị một con áo nhung nữa, các chị yêu nhìn cho em này. Xịn đét luôn. Để chị xịn đét luôn ạ, 45 cân vừa chị gái ơi. 45 cân vừa. Ôi đúng là hàng hạng Ngô Khang, nhìn nó đẹp hẳn. Mày được không cái màu đen nữa này mẹ mày. Mấy cái? 3 màu. Đen, nâu, xanh. Có màu đen nữa à? Có màu đen thì chị. Nhưng mà có hẳn một cái á. Cái. Thế à? 3 màu đúng không? À. MLX à hay là như nào? MLX. Tiếp theo các chị một con áo nhung. Các chị một con áo nhung các chị yêu nhá. Mã này các chị lên là mã gì nhỉ chị ơi? A3 đúng không? A3 và kèm số điện thoại ạ. Đấy, có G13 chốt cho chị con em Loan ơi. Đây các chị này, bao chị hóng hàng không có. 572 phải số nhà em chị nhá, tuyết bông nhá. Mã này các chị comment trên là A3 phải không chị? A3. Em đang có màu, màu này là màu rêu á chị nhá. Màu em mặc màu rêu. Màu thứ hai nó sẽ là tông màu nâu ạ. Và tông màu thứ ba là tông màu đen ạ. Có size các chị 42 cân đến ạ, 65 cân đổ về. 42 cân đến 65 cân ạ. Mã hàng trên là A3. Một con áo nhung cộc tay. Để chạm một con áo nhung cộc tay cổ 3 phân cho em ạ. À, nhìn cái nào cũng đẹp lắm ấy nhưng hết ngân rồi. Không 326 137 572 số điện thoại của đứa nào cầm nhỉ? 136572. Đúng rồi 137572. Đúng rồi số của nhân viên mới nhà em chị ạ, em chưa kịp cập nhật số điện thoại mới. Mã này là A3 cho em 169.000. Để chị ạ, chị nào đang mua ngoại trường 250 con này chưa? Nãy lúc em lên một cái mẫu A1 đầu tiên ấy, nó cũng là của này hãng này cho em, các chị đang bảo là tiếc quá chị vừa mua ngoài 250. Nhưng em tặng các chị 169.000. Được chưa ạ? Nhưng em tặng các chị 169.000 đồng sai các chị dưới 65 cân đổ về em chốt đơn. Để chị ạ, sai các chị nhà mình dưới 65 cân đổ về chốt đơn hàng ạ, 3 size MLXL. Các chị nhá, màu rêu này, màu nâu và tông màu đen. Màu rêu, màu nâu, màu đen ạ. 862 là 329.000 ạ. Mã này là 169.000 các chị này. Nhưng mà của nó là nhung, của chỗ là áo nhung cộc tay. Áo nhung cộc tay 169.000 đồng, mã hàng cho là A3 và kèm số điện thoại ạ. Vừa đẹp vừa chất lượng như này các chị ơi. Quất luôn ạ, quất luôn mà nhanh nhá. Chị Đỗ Giang ok chốt đơn hàng các chị này. Màu nâu các chị ơi, màu nâu cho em này. Quá đỉnh luôn các chị ạ. Thực sự luôn ạ, quá đỉnh cao luôn các chị nhá. Mã hàng trên là A3 kèm theo màu với số điện thoại ạ. Có áo lông không em? Có đây chị ơi. Chắc nào G13 chốt trong vòng mấy phút luôn. Mấy phút nào. Màu trắng có mấy cái chị ơi? Trắng 3 cái. Trắng em có về được 3 cái thôi. G13 màu trắng. Được chưa? G13 màu trắng và kèm theo số điện thoại cho em. Em bảo rồi, giá nhà em Loan lúc nào cũng các chị giá đẹp nhất. Đấy, mà bảo sao mẫu này các chị đang gọi là săn nhiều, dã man luôn ý. Cứ em ơi bao giờ về G13? Em ơi bao giờ về G13? Về được hẳn 3 con màu trắng. Được chưa? Về được hẳn 3 con màu trắng. Ngày mai chị nào nhanh tay mình có nhá. Đấy, tiếc quá chị mới mua 250 anh em tặng giá 169.000. Em nói luôn là hàng em vẫn được sale chứ còn bình thường cũng không có giá như thế chị ạ. Đây G13 cho em màu trắng và kèm theo số điện thoại cho em. 550.000. G13 không có về màu B chị ơi, nó chỉ về được màu trắng với màu nâu thôi. Về được màu trắng màu nâu như này ạ, các chị lên đơn hàng kèm
kèm theo số điện thoại cho em ạ. G13 cho em ạ, tông màu trắng ạ. Em có 3 chiếc. G13 màu nâu em có tầm khoảng là 10 chiếc các chị nhá. G13 màu nâu em có tầm 10 cái. Lên mã hàng là G13 kèm số điện thoại ạ. Đấy chị ạ, G13 và kèm số điện thoại cho em nữa là choàng ngắn đấy chị nhá. Nó là áo choàng ngắn như em mặc trên live này. Đấy chị ạ, nó là choàng ngắn cho em ạ. G13 và kèm số điện thoại ạ. Xuất sắc luôn, em mà thử các chị xem màu nâu luôn nhá. Thì màu trắng em có đúng 3 chiếc thôi. Đỏ hôm nay không về đỏ chị ơi. Không có hàng. Không có hàng luôn á. Không đặt được hàng ạ, gần Tết thì khó đặt hàng lắm. Hàng nó tắc biên kinh khủng luôn ạ. Màu nâu đây em mặc thử cho các chị luôn. Xem luôn này. Đâu bê đâu. Đâu không còn, không có, nó chỉ có nâu với lại trắng thôi. Nó chỉ có nâu với trắng thôi. Màu nâu. Rồi màu nâu á. Đấy đã lên đâu? Khách đặt từ hôm qua. Lấy đi. Đơn hàng chuyển khoản em nhá. Rồi G13 màu nâu các chị này, 10 cái màu nâu. Các chị lên đơn hàng bằng cộng số điện thoại em ạ. G13 cho em ạ, tông màu nâu các chị lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em này. Đẹp chất lượng luôn ạ, toàn bộ hàng xuất sắc luôn các chị nhá. Áo này mình có màu đỏ rồi, đẹp em cảm ơn chị. Mẫu này trông các chị mặc trông nó đẹp với sang. Đấy, choàng cho em như này các chị này. Quá đẹp luôn nhở. G13 và kèm số điện thoại màu nâu nhá. Thôi em hết hàng. Em hết. Bạn này không biết sao cứ về nào hết thì đấy. Hết cứ về thì nào hết thì đấy. Rồi em qua, ôi giời ơi ngành ơi là ngành. Lại A3 màu nâu. Áo em mặc là A3 nhá. A3 của em là áo nhung. Áo nhung cộc tay. Áo nhung cộc tay các bác này. Lấy về mấy màu ấy? Có cả đỏ mà. Đỏ, nâu. Đỏ, nâu, trắng. Trắng này có cả gờ. Ơ mẫu kia khác à? Mẫu kia tay khác. À Cún ơi, mày lấy cái G14 chưa? Chỗ kia là tay lông. Không lấy đâu nhá, chỗ kia là mẫu khác đấy. Đây mày nắp theo lông trắng. Cái này đây G14 các chị này. Đây là G14. G14 là có túi các chị nhá, có túi lông cho em ạ. Lên mã hàng trên là G14 và kèm số điện thoại ạ. Đây nè các bác ơi. G14 cho em ạ. Màu này em gọi là màu nâu các chị nhá. Màu này em gọi là màu nâu tây. Đấy chạm màu nâu tây này. Tông màu be cho em ạ. Đấy chạm màu be này, màu nâu tây này. Màu đỏ, em có 2 chiếc màu đỏ. Đấy chạm đỏ có 2 chiếc màu đỏ ạ. Các chị lên đơn hàng là G14 ạ. Lên váy len đợi em một tí, em lên váy len luôn nhá. Đây ạ, G14 cho em ạ. Em giống như đây đây. Mày giống đây nhưng mà tay nó quái. Đấy, giống ạ. Cái tay nó kìa, nhìn cái tay kìa. Cái rơi ạ. Chị cũng gánh rơi, chị gơ lên xem nào. Nó giống cái đấy nhưng mà kia xem túi xem nào. Có cái đỏ giống nào. Trắng có 2 cái. B này, có màu nâu đậm này, có nâu đậm nâu nhạt các chị nhá. Đâu rơi cho em con màu nâu đậm thế nào. Đây trắng có đúng về được hẳn 2 cái. Đâu nâu đậm chị chưa lắp lông. Lắp lông đây. Chưa lắp. Lắp chưa? Chưa. Trắng này, G14 ạ. 65 cân vừa chị ơi, dáng cánh rơi và chị tay cánh rơi cho em. 45 cân đến 65 cân. Từ 45 cân đến 65 cân em tặng các chị 600 nhé chị nhá. Đợt này giá còn tăng hơn nhưng mà còn không đặt được hàng ấy. G14 ạ, cộng số điện thoại. Màu em mặc là màu nâu này là nâu nhạt các chị này. Nâu này nâu nhạt nâu tây ý. Nâu nhạt nâu tây cho em. Tông màu này tông màu be này. Tông màu này là tông màu be. Mã hàng G14 ạ. G14 là 600.000 chị yêu ơi. 600.000 đồng ạ, đưa đây cho em. Dây nó ngắn. Có cả màu nâu đậm nữa. Nâu đậm thì có 2 chiếc thôi. Nâu đậm về được hẳn 2 chiếc luôn. Đấy, đặt hàng hàng một tuần rồi mới về được hẳn mấy chiếc một. Cứ về được mấy cái một các chị ạ, không có hàng. Áo này là 600.000 chị nhá, 600. Đấy chị ạ, tay của tay cánh rơi các chị luôn ạ. Tay cánh rơi như này. Các chị lên mã này cho em là G14. Cách số điện thoại cho em các chị lên đơn ạ. Chị Đỗ Vịnh rồi ạ. G14 là 600.000 chị ơi. 600 nhá, chị Nguyễn Thị Đu ơi lấy đi. Không à, thôi em không dám mời. Tại vì nó có hơi ít quá. Nó có ít quá. Mã là G14 á. Đây chị này, đây màu nâu đậm này các chị ơi. Đây là màu nâu đậm cho em. Nâu đậm mà kèm số điện thoại ạ. Đây em mặc là màu này là màu nâu tây các chị nhá. Nâu tây đây. Đỏ thì em có về được 2-3 cái gì đấy. Đỏ có 2-3 chiếc. G14 ạ, cách số điện thoại cho em. Mình có đơn hàng ạ. Trắng thì cũng có 2 chiếc thôi.
Trắng hình như có 1-2 cái. Chị Thanh Thúy á, ok. À thôi, em một chốt đọc tên là ngày mai các bác lại bắt đền em. Rồi, em qua mẫu nha, em không lên mẫu nữa. Tại vì nó có tí màu thôi các chị này. Màu đỏ đô cho em ạ, à. Đỏ đô này. Màu nâu. Màu này là màu gì? Màu rêu. Màu rêu. Màu đỏ. Màu này là màu gì? Màu gì, đỏ gì? Đỏ đô. Áo con không biết. Áo nhung em mặc là A3 chị ạ, à. Áo nhung em mặc là A3. A3 là 169.000 đồng một áo. Mẹ ơi. Ơi. Ừ, đi vào, đi vào, đi vào để mẹ bán hàng. Đi đây. Nhanh. Nhanh như nào. Nâu còn 2 chiếc các bác ơi ạ. À. Nâu em còn 2 chiếc này. Nâu còn sót 2 chiếc. Mẫu này các bác mặc trông có sang lắm ý các chị ơi. Áo nhung em mặc là 169.000 ạ. À. Chị Têu Phạm Thị nhá. Chị Hạnh My ạ. À. Chị Anh Ai ạ. À. Sao xong chưa? Đây màu đèn nâu đậm cho em nhé các chị yêu nhất. Màu nâu đậm này à, A3 em có màu nâu. A3 áo bên trong này em dơ màu các chị xem luôn. Chị Nga Lê có ạ. Chị Đào Thúy chốt đơn ạ. À, chị Ngọc Châu ok em chốt đơn hàng. Màu em mặc là màu rêu. Còn đây là màu nâu nữa các chị này. A3 màu nâu. Đấy chẳng A3 màu nâu và A3 trên mặt tông màu đen và kèm số điện thoại ạ. Các chị ơi có đính đá, những cái viên đá li ti này nó ép nhiệt rất là chắc luôn các chị nhá. Ép nhiệt cực kỳ là chắc luôn ạ. Mã hàng trên là A3 và kèm số điện thoại ạ. A3 và kèm số điện thoại cho em ạ. Chị à, Nga Thanh Nguyễn ok chút A3 một rêu màu đen này. Chị Nguyễn Ngân có ạ, chị Nguyễn Hằng có đơn hàng ạ. Mã hàng là A3 đấy các chị yêu nhá. Màu đen này, màu rêu và tông màu nâu. Rêu đen nâu 3 màu cho em ạ. Cộng số điện thoại các chị mình có đơn ạ. Chị Nái Hoàng cho em số điện thoại với ạ. Nguyễn Hồng có ạ. Chị Trang Bùi Thị Xuân ạ. Lê Trần Lê Phi Linh ok em chốt đơn hàng ạ. Tiếp theo mã hàng này cho em ạ. Mã ai lên trên là A4. Hai màu à Huyền ơi. Hai màu à. Màu nào có nhiều số lượng như nào. Thôi một người lắp lông thôi. Bộ đấy em lên sau cũng được. Xem nào có size số như nào. Lên các chị áo vũ nhiệt này. Màu nâu màu trắng. Ờ, sai số. ML hai sai đúng không? Mã em có hai sai là sai M với sai L các chị nhá, giữ nhiệt của hàng HG. Để chạm giữ nhiệt của hàng HG thôi các chị ơi, hai sai là sai M với sai L. Mẫu này các chị comment là A4 ạ. A4 là dài tay các chị này. A4 là dài tay em có nâu với lại trắng. Nâu với màu trắng. A3 đi mã chưa đấy? Mày đi tao đi. Đấy. Cứ rửa rửa cho nhau. A3 một trăm bao tiền đấy nhỉ? Cái gì đang đâm? Là cái nào? Cái bùa này này, 169. Là cái đang đâm này phải ghi chứ. Đúng là cái áo cô dân này. Con này A4. Một con áo hàng HG ạ, hàng tay dài các chị nhá. Cười nhiều thế. Chị đang hỏi mẫu nào chị xíu xíu. Mẫu này là A4 nhá chị nhá. A4 là tay dài. Tay dài form các chị tầm dưới 65 cân em chốt. 40 cân đến 65 cân là em có size vừa. Có hai size là ML. Ơ không có X cả chị. Có hai size ML à? Thế là chất nó co giãn mà nhỉ? Chất nó co giãn thoải mái luôn lại dưới 65 cân. Để chạm dưới 65 cân em chốt đơn ạ. Mã này các chị comment cho em là A4 nhá chị yêu nhá. Em đang có nâu, nâu với lại trắng. Hai màu cho em ạ. Hàng của nó hàng hiệu á chị này. Để chạm hàng thương hiệu luôn ạ. Hai size cho em ạ. ML. G13 em vừa lên nó có mười mấy cái G13 thôi. Nó có 3 cái màu trắng và đó là có 11 cái màu nâu. Mã này là A4 á. A4 cho em ạ, 169.000 đồng một áo các chị yêu nhá. 169.000 đồng các chị lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em ạ. Toàn bộ có là hàng HG như này các chị này. Ơ cái này có cả size S này. Nâu có S này. SML hay như nào ấy? SML chị ạ, có SML nhá. Để chạm nó sẽ có SML 3 size, 40 cân đến 65 cân ạ. Từ 40 cân đến 65 cân mã này em có size vừa A4 ạ, cộng số điện thoại ạ. Mã này là A4 và kèm số A3 là 160 mấy nghìn ý. A3 là bao tiền chị ơi? A3 169, A4 cũng 169.000 đồng chị này.
Chị ơi, hàng nó vừa mới về xong với chị Trinh Đào ơi. Hả? Ừ, nó có một hai cái size S và nó đa số là có size M với size L ạ. A4 nhá các chị nhá, dài tay. Hôm nay chị nào chốt bị hết hàng mẫu này các chị đặt lại nhá. Tại vì hàng hôm nay vừa mới về xong được mẫu mới. Hôm nay là những cái mã dài tay của HD là gần như em bị hết hàng, sạch sành xanh luôn, không còn tí nào ấy. Mã này vừa mới về lúc tối hôm nay. Chị A3 chị xem nó là cộc tay nhung chị ơi. Tay cộc HD là mã tay nhung ấy chị, cộc tay nhung ấy. Chị có quần nhung không? Em có chị Yến em ơi. Đây là chị này. Mẫu này là A4 nhá chị yêu. A4 màu trắng và A4 màu nâu. Hai màu ạ. A4 trắng và A4 nâu và kèm số điện thoại cho em, cái bảng màu của nó cực kỳ là sang luôn. Để chạy chữ của nó là dòng của S nhiệt cho em ạ. Chữ S nhiệt nhá chị Lê Phượng, có A4 màu nâu size L này, dưới 65 cân em lên đơn hàng các chị nhá. Dưới 65 cân em lên đơn ạ, A4 và cộng số điện thoại ạ. Chị Minh Lu ok chốt A3, lấy cho em cái mã khoác mã lộc ấy. Mã lộc hôm nay về được hàng đây. Ừ. Lộc 1 ấy. Cái mã lộc 1 hôm nay về được màu đẹp lắm. Đấy, bê đâu rồi? Đợi em tím lên váy len nhá. Mẫu nào cũng muốn mua em cảm ơn chị ạ. Chị Phúc Vũ có ạ. À, chị Thúy Trần ok em chốt đơn. Những cái dòng này các chị giặt thoải mái, nó không bị bay, không bị sổ. Đấy chứ ạ. Hàng hiệu HD luôn các chị ơi. Chị Hưng Đào ok em chốt đơn hàng ạ. Lên váy len đi rồi ok, đợi em tí luôn. Đợi em mấy phút nữa. Em lên các chị một mẫu khác len đã. Khoác len hôm trước chị nào chưa chốt được lộc 1 hôm nay đặt lại hàng của em rồi. Ngày hôm nay đòi hàng luôn của em với mẫu này này. Các chị ơi nhìn cho em ạ, đen có về mà. Đúng nhỉ? Hình như là đặt thêm cả màu đen mà. Khoác len đấy các bác ơi. Nhanh của chị đây thế nào. Có đen. Chắc chắn là có đen. Các chị nhìn mã hàng cho em, mã lộc 1 đây ạ. Chị nào đã nhận được khoác len này cho em xin một cái feedback rồi. Để cho em xin một cái phản hồi với ạ. Mai muốn gọi cho nhân viên, chị gọi vào số mà ở trên trang bìa của nhà em có ấy. Lên đơn hàng mã này cho em là lộc 1 và kèm số điện thoại ạ. Em vẫn chốt các chị được giá 350. Được chưa, em bảo rồi, thị trường vẫn đang không dưới 500.000. Thị trường vẫn đang không dưới 500.000 đồng. Ngày hôm nay em vẫn tặng các chị được giá 350 một áo. Ok chưa, em vượt được giá đẹp luôn các chị yêu nhá. Em vượt được giá đẹp luôn ạ. Mình đổi màu được không? Hôm trước bị đặt hết màu rồi. Ôi, hôm trước đặt hàng chị đặt đến nơi chị nhận được lâu chưa? Chị đặt lâu chưa? Nếu mà hàng đến nơi mà chị... Bây giờ các chị phải làm sao nhỉ? Các chị thích màu nào đặt màu đấy. Bây giờ lại hôm nay đặt mẫu thấy màu hôm nay lại thấy ưng. Nhưng mà mấy hôm nữa lại về thấy mẫu lại đẹp hơn, lại đặt lại đổi mẫu khác thì mệt lắm chị ơi. Như thế thì suốt ngày đổi thôi. Mẫu này hôm nay em về được 5 màu. Về được 5 màu. Em có quần nhung với chị Trần Đào ơi. Lộc 1 cho em ạ, 350. Form các chị thoải mái ạ. Tầm khoảng là dưới ạ, 63 cân đổ với em chốt đơn. 40 cân đến 63 cân. Mua hàng mà toàn khách gọi chốt đơn không đâu. Ôi ôi chị ơi, biết làm thế nào được chị. Đấy, nhận hàng đẹp lắm em, cảm ơn chị ạ. Lộc 1 màu này là màu nâu tây các chị nhá. Màu nâu cho em ạ, màu nâu này. Tông màu thứ hai là tông màu đen. Đấy chưa ạ, đen cho em ạ. Tông màu thứ ba sẽ là tông màu vàng. Khoác len ép của hàng cao cấp nha các chị nhá. Khoác len ép hàng cao cấp luôn ạ các chị này. Chất lượng ạ, tuyệt đối luôn các chị yêu ạ. Giá 350.000 đồng ạ. Màu be cho em ạ, tông màu đỏ. Tất cả sẽ có 5 màu ạ, chất dày dặn đẹp ạ. Không chê ở đâu được luôn ý. A3 chị Thu Phương Nguyễn ok em chốt đơn hàng ạ. À, chị mua rồi đẹp lắm nhưng hôm trước đắt hơn. Chị hôm nay được rẻ hơn đúng không? Hôm trước là 500 mấy, 520, 550 ý. Đấy, hôm trước em, hôm vừa rồi em sale là đầu tháng thì các chị bảo là Loan ơi chị vừa nhận hàng cả ship đành 550 mà hôm nay em bán có 350, em trêu chị à. Đấy hôm nay chị còn gọi là chị điện lại chị check và thôi em ơi chị mua đúng rồi, chị mua đẹp lung linh, chị mua đợt đầu 520, ngày hôm nay vẫn tặng được các chị nốt là giá 350.000. Tại vì là đợt sau em ôm được giá rẻ hơn chị ạ, em ôm được giá tốt hơn một chút, chứ còn đợt đầu là các chị ơi nhập vào giá rất là cao. Mã này lên cho là lộc 1 màu nâu các chị này. Lộc 1 màu nâu ạ, lộc 1 cho em ạ, tông màu đen đây. Lộc 1 màu đen đi ạ, các chị lên mã này cho em, màu nâu bên ngoài nó sẽ đậm hơn trên line, tất cả các màu nó đậm hơn trên line một tông. Đậm hơn trên line một tông cho em ạ, lộc 1 ạ, kèm theo số điện thoại cho em, các chị chốt đơn nhá. Đây lộc 1 cho em màu đen này, đẹp xuất sắc luôn các chị ạ, áo mặc trong người là 169.000 đồng ạ, mã hàng A4, áo mặc bên trong là A4. Chị Loan đi chốt cho em đi, em ơi em cứ lên mã hàng với số điện thoại đi. Ôi giời, muốn nhanh thì mình tự gọi chốt đơn ạ. Em cảm ơn chị Hồ Nhung.
áo mặc trong là 169 ạ. A4 có màu đỏ không? Em không có màu đỏ A4 đâu. A4 em có màu nâu với lại tông màu trắng thôi. Chị Thúy Trần ok chút A4 ạ. Đây các chị này, mẫu này khoác len cho em là lộc 1 nhá. Lộc 1 cho em màu đen ạ. Lộc 1 màu đen và kèm số điện thoại ạ. Lấy chị ít xếp váy len đi em ơi. Đâu? Ờ. Chị Tâm Nguyễn có này. Chị sao mai ạ, G3, G13 chứ không có G3 nhá. Chị Nguyễn Nguyệt ok chút lộc 1 màu vàng này. Đây màu đỏ cho em ạ. Đỏ quá là đỏ cam. Cái chạm đỏ cam cho em ạ. Phong các chị tầm 63, 64 cân. 63, 64 cân đổ về ạ. Chị Nguyễn Thị Hóa ok chút lộc 1 màu đỏ này. Có cả màu be nữa. Chị Loan Mai lấy màu đen rồi ok. Chất sướng này các chị cứ mua rồi các chị biết chất các chị mua thêm đi. Tại vì giá này em đảm bảo các chị là giá tốt nhất so với ngoại thị trường luôn. Chị Huyền Dũng A4 màu nâu màu trắng ạ. Chị Thảo ok chút lộc 1 màu be này. Chị Lan Trần Trần lên số điện thoại chị ơi. Lên cho em số điện thoại nhá. Mẫu này đẹp luôn, em cảm ơn chị ạ. Chị Tu Hà ok chút lộc 1 màu nâu này. Áo A4 chị đang mặc size M em ơi. Chị mặc size M. Hôm qua chị đấy gọi chốt đơn á. Chị nhớ mã hàng không chị ơi? Bộ nhung em có. Bộ nhung em có. Váy len em có. Váy len em có cả set váy len và có cả váy len luôn. Đợi em một chút em lên nhá. Lộc bố 66 cân. 66 cân à? 66 cân thì em sợ không vừa đâu chị ạ. Chị Thu Hương Nguyễn 66 cân nó phải tùy chiều cao nhá. À chị gì? Chị An Phúc ấy. Chị Sao Mai rồi ok chốt đơn ạ. 58 cân có vừa chị Hoàng Tiêu ơi. Thoải mái cho em để khoác lên nó co giãn mà chị. Nó sẽ co giãn ạ. Khoác lên ép mà thoải mái cho em ạ. Lên váy đi rồi em một tí. Lên váy các chị diện Tết đúng không ạ? Mặc cả set, nó có cả set với là cả váy ôm body nữa. Chị Phương Bùi có mặc màu đỏ đi à, đợi em thì đây các chị này, màu vàng ở bên ngoài nó đẹp hơn trên line đấy ạ. Màu vàng bên ngoài đẹp hơn trên line. Trần Văn Đoàn rồi ok chị em chốt đơn. Lên các mẫu áo khoác đi chị ok. Đợi em tí. Chị Dung Thái ạ, chị Nguyễn Tuyến có đơn hàng ạ. Sáng mai nhân viên đi làm không em, nhà em có chị. Nhà em làm cả đợt này em tăng ca cả ngày cả đêm luôn. Để gọi là làm việc hết công suất. Để nhanh nhanh là chốt dốc hết đơn để tay các chị luôn ấy. Chị Đương Nguyễn có ạ, Mộng Thị Đào ok em chốt đơn ạ. Chị Thủy Lê ok. Đây chị này, chị Đào chốt màu đỏ. Đỏ bên ngoài nó đậm hơn trên line. Của nó là đỏ kiểu đỏ đô ấy, chứ không phải là đỏ tươi trên line đâu ạ. Áo mặc bên trong là 169.000 ạ. Chị Mai Hoàng có lộc 1 này. Chị Thủy Lê có màu vàng ạ, lộc 1 ạ. Lộc 1 cộng số điện thoại ạ. Form dáng rất là đẹp luôn. Toàn bộ hàng giá được chút thì nhà em bán 520. Đấy, thị trường các chị đang mua 650-700 nghìn. Em đã tặng các chị nốt 350. Thị Trần Hợp ok chút lộc 1 đã giảm giá sâu luôn các chị yêu nhá. Chị Cung Hồng Loan ok chút đơn ạ. Nhận hàng, bóc hàng kiểm tra. Đấy chứ ạ, nhận hàng bóc hàng kiểm tra hàng cho em thoải mái. Đây màu đỏ này. Lộc 1 cho em màu vàng ạ. 350 chị ơi, Lan Lê Thị ơi. Lộc 1 màu vàng này, lộc 1 cho em ạ, tông màu be này. Lộc 1 cho em ạ, tông màu đen. Các chị nhắc lộc 1 cho em ạ, tông màu đen này. Và lộc 1 cho em ạ, tông màu nâu cộng số điện thoại. Hết tiền xem vẫn ok rồi. Tình yêu ơi, hết tiền thì chia sẻ livestream cho em. Đấy, lúc nào có tiền lại mua tiếp. Các bộ áo khoác đi chị ơi, lên à Gia Nhung 29 cổ tàu cho chị với. Gia Nhung trưa nay em lên rồi mà chị, nhà em vẫn đang chốt đơn của trưa hôm nay đi ạ. Chị Thương ok chốt lộc 1 màu đỏ nhá. Mã hàng lộc 1 các chị ơi, chọn màu cho em ạ, 5 màu các chị gái nhá. 5 màu cho em ạ, màu nâu, màu đỏ, màu đen, màu be với tông màu vàng. Đấy, 5 màu giúp em với ạ. Các chị có may là mã hàng lộc 1 và cộng số điện thoại ạ. À, Lê Khoác Len có mũ đi ạ, rồi ok. Chị Mến Nguyễn có lộc 1 màu vàng này. Tiếp cho các chị một mã này. Nguyễn Đông ok, chị Mến Nguyễn có này. Các chị ơi lên mẫu này cho em này. Cái chạm mẫu này cũng xinh. Còn nó cũng là dòng giữ nhiệt cho em. Sao đấy? Mẫu này các chị comment của em là đá 703 các chị nhá. Đá 703 kèm số điện thoại ạ. Chị Nguyễn Nguyệt cho em số điện thoại chị ơi.
nay có 3 size ML X. Đây các chị nhá, mã này các chị comment cho em là đá, đá này là đá 70703, đá 703 và kèm số điện thoại ạ. Chị nào không đặt được cái mã lục 1 thì quá tiếc luôn, em về đợt này là chuyến cuối rồi ạ. Em về chuyến này là chuyến cuối rồi. Chị Hoa Hồng Gai ạ, chị Tình Hồng ạ. Tại vì là chuyến này là em vừa được giá tốt là em ôm hết. Để chị ạ, có bao nhiêu cái là các chị được chốt giá đẹp nhất có thể luôn. Thị trường bây giờ vẫn đang xỉ của nó gần 500.000. Đấy, đang xỉ gần 500.000 mà em tặng các chị giá 350. Đấy là giá gọi là tốt nhất có thể em làm được cho các chị. Chị à, nhà em toàn là này nghỉ mất rồi em ạ. Cảm ơn chị Lan Đào nhá. Mã này các chị comment cho là đá 703. Chốt các chị giá nốt là 150.000. Đấy, 150.000 đồng ạ. Các chị từ khoảng là 45 cân đến 65 cân các chị yêu nhá. 45 cân đến 65 cân em chốt đơn ạ. Áo trắng vừa mặc trong lúc nãy là mã mấy chị nhỉ? A4 à? A4. Đấy chị một con mẫu HG này em ơi. HG mẫu khác chị dài tay đi. Con này đó. Ừ. Con này nhá. Ừ. Con này có nhiều không? Có. Chờ đợi chị. Đỏ này có không? Cái màu này có. Chị Hoa cái màu tím này có hàng không? Nâu đen trắng. Chắc là nó vẫn có SML. M đây. SML đấy, 3 size. Đây các chị này, 150.000 một áo các chị nhá, 150. Các chị mã này các chị có mã đá 703 và kèm số điện thoại ạ. Đấy chị ạ, đá 703 và kèm số điện thoại cho em 150.000 ạ. 150.000 một áo. Các chị lên đơn hàng mà cộng số điện thoại, cái phần cổ của nó sẽ là đá cườm nhé các chị yêu nhá. Phần cổ là đá cườm cho em ạ, đá 703. 150.000 đồng một áo, các chị lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em ạ. À, K14 tối qua, K14 tối qua còn hàng không nhỉ? Cho em xin đúng không ạ. Chị ơi. À, cổ lông 600.000 là mã G14 chị ơi, mẫu ngô ơi. Màu ngô hay mau ngô gì đấy. Chị Nguyễn Lan ạ, K3 với K13 màu vàng. Quấn Nhung cứ đợi em một chút chị ơi, tại vì nhân viên nhà em nó đang soạn mẫu đã. Mẫu này các chị comment là đá 703 nhá, 150.000 một áo. Đá 703 là 150, em có size MLXL 3 size. MLXL 3 size ạ. Các chị lên đơn hàng mà kèm số điện thoại ạ. Tiếp theo các chị ơi, để cho mẫu kia đi. Đấy. Bần bần. Đấy, đến các chị một mẫu sơ mi nữa. Mẫu sơ mi gen hay mã mới. Sơ mi gen hay mã mới. Em tua gọi là nhanh nhất có thể luôn các chị. Mã hàng này lên cho em là gì ạ? Mã mấy ngày rồi? 5. Đây là mã bao nhiêu đấy? 625 đúng không? Đây mã này trên là mã A mấy, A khác đi, tại vì để nó trùng mã với nhau. A5 trên mẫu này. Dạ, mã này các chị lên là A5. A5 và kèm số điện thoại cho em ạ. Mình chuyển tiền G14 màu be, tôi đừng chuyển tiền vội chị ơi. Chuyển tiền vội vào lúc nhân viên em không biết, nó chốt cho người khác, đến lúc là không có hàng lại em phải mất tiền, mất công chuyển tiền lại ấy. Lúc nào như em bỏ chốt đơn, nếu mà như em mà chốt cho khách nào thì các chị cọc tiền sau, các chị chuyển tiền sau cũng được. Mã lộc nó không có sai đâu chị ơi, áo len nó sẽ không có sai đâu, nó co giãn. Ôi sao mà nó đẹp vậy. Cọc tay tiếp ok luôn, đợi em tí. Mẫu này các chị comment là A5 nhá. A5 mà kèm số điện thoại ạ. Áo 731 em còn, chị Lê Hảo ơi, chị cứ lên mã hàng với số điện thoại đi. Nhà em vẫn còn hàng ạ. À, Đầm Nhung. Đầm Nhung đợi em tí để em xem nào. Có khoa à, có set len ấy, có set set váy len. Đấy và có cả váy len nữa. Tí em lên nhá, đợi em một chút em xong mẫu này sẽ lên luôn. Áo dây em còn, áo dây là 95.000 chị Thủy Lê nhá. Thủy Lê nhá. Mẫu này các chị comment cho em là A5. Em có 3 size là MLXL. Các chị từ khoảng là 42 cân đến 65 cân em có size vừa. 42 cân đến 65 cân mã hàng trên là A5 ạ. 185.000 đồng. Để chạm 185.000 đồng các chị lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em mẫu này ạ. Em bảo về ạ, sang xịn mịn.
đẹp xuất sắc luôn. Mẫu này các chị mặc đi làm đi chơi ok cho em ạ. Cái phần cổ nó sẽ là có đính đá, để chạm đá của nó để ép nhiệt. Mã hàng A5 ạ, mẫu này em có vài chục cái thôi nhá, không có nhiều đâu ạ. À Loan ơi, chị đặt áo 3 ngày mới gọi, chị tưởng lần này cũng không được à. Chị ơi, tại vì đơn hàng em nó quá tải chị ạ, chị thông cảm nhá. Nhà em nhân viên làm cả ngày cả đêm rồi. Làm cả ngày cả đêm ạ, chị Loan mai lấy con này đi. Mặc luôn mẫu này mẫu mới chị ạ, mẫu này mẫu mới xinh lắm. Em không phải là em mẫu nào em cũng mời chị đâu, nhưng mẫu này thực sự luôn ấy, chị nên lấy này, mẫu này xinh. Nhìn mặc trông nó sang nhở. Cổ sơ mi, mỗi ngày các chị mặc đi làm đi chơi đều ok hết cho em, dưới 65 cân em chốt đơn. Đấy, dưới 65 cân em chốt đơn hàng ạ. A5 cộng số điện thoại cho em 185.000 đồng. Đấy chạy 185.000 đồng, các chị lên mã này cho em ạ. Lên đơn hàng và kèm số điện thoại nhá. Mẫu này thì em có ít, không có nhiều. Các chị nhìn này, hàng xuất sắc luôn. Đó, A5 cộng số điện thoại ạ, 185.000 đồng một áo. 185.000 ạ, lên len hay nhung à, em lên set len nhé các chị nhá, em lên set len luôn. Đâu nhở, cho chị set len nào. Cái set ở ngoài kìa, cái set nó có khỏi cái quát cái choàng bên ngoài ấy, cho chị luôn. Em lên set len nhé các chị yêu nhá. Set len có cả choàng bên ngoài luôn ạ. Ôi rồi ôi, các chị chốt A5 nhiều quá, không còn hàng nữa rồi. A5 nhiều quá các chị ơi. Em sợ không có hàng, tại vì mẫu này người ta đang báo hết hàng rồi các chị ạ. Nó có vài chục cái thôi. Hình như là tổng có khoảng là chưa đến 40 cái. Tổng có chưa đến 40 cái luôn. Em qua mẫu luôn các chị nhá. Xin phép các chị em qua mẫu này luôn ạ. Hai lớp, cái phần thân nó sẽ là hai lớp. Còn cái phần tay của nó sẽ là một lớp rồi các chị nhá. Phần tay nó là một lớp, còn phần thân là hai lớp. Các chị yêu comment mã này là A mấy nhỉ? A5 đúng không? A5 mà kèm số điện thoại ạ. Dáng này dáng vừa các chị ơi. Chạm dáng này dáng vừa. 3 màu. A5 mà cộng số điện thoại cho em ạ. Màu nào có nhiều. Màu này đúng không? Màu này có không? Có. Rồi em lên set len đi các chị yêu nhá. Nạp 100 điện thoại. Ờ, chị lo nhưng được mừng quá là sao? Ý là nạp 100 điện thoại là sợ bị lừa nhưng mà mua được rồi đúng không? Hay như nào? Chắc là mua được rồi ấy. Lúc nạp thì lo nhưng mà lúc nạp thì lo là sợ bị lừa nhưng mà nhận được hàng rồi mừng quá hay như nào? Ôi giời ơi, sợ cái gì lừa chị? Em lừa gì lừa, các chị được 100.000 nhưng em mất các chị được tầm khoảng là 1.000 lần như thế. Được chưa ạ? Em không dại gì em đánh đổ một vài trăm nghìn để lấy cái gọi là cái uy tín của em đâu. Các chị yên tâm luôn nhá. Sợ em tuyên quang chỗ nào, em ở Hàm Yên chị ơi. Em ở Hàm Yên tuyên quang, các chị nhìn cho em một cái set len này. Em sẽ mặc luôn cả set để các chị mình xem luôn. Chị ơi lấy cho em cái móc đi. Cái móc móc cho em mấy set này ra đi. Set len 1. Set len. Set len 1 và set len 2 thì đấy. Đây kìa. Có bên màu đấy. Đây ha. Điều. Cái mẫu này hôm nay vừa mới về. Cái set này nhá, chị nào bụng to thì cái mã này thì các chị ơi, mặc gọi là quá đẹp luôn. Chấm hết. Đấy, chấm hết luôn các chị này. Mã này các chị comment cho em là set len 1 nhá các chị nhá. Set len 1 và kèm tối ngoại HD đợi em tí nữa. Đó, cái phần này nó sẽ có một cái kiểu cái lớp ngoài này, cái nó che khuyết điểm các chị này. Nó sẽ che khuyết điểm là cái eo to mà mình nó sẽ gọi là che cái khuyết điểm là cái bụng to của mình nhá các chị yêu nhá. Tại vì là thường là mặc váy lên là hay bị lộ những cái phần eo này. Nhưng cái này nó che được hết khuyết điểm luôn. Mã này các chị yêu comment luôn cho em là gì ạ? Set len 1 ạ. Set len 1 ạ. Màu này em gọi là màu màu này là màu nâu tây các chị nhá, màu nâu tây cho em ạ. Tông màu thứ hai. Ôi. Màu đỏ này. Quyền ơi xem lại với chị xem là cái mẫu này có mấy màu cái? 3 màu. Đâu? Có đen
đen các chị này, màu đen này, màu đỏ này các chị yêu, được chưa? Màu đỏ bên ngoài đỏ đô các chị nhá, đỏ đô với tông màu nâu tây, ba màu cho các chị yêu mình luôn ạ. Test lên một cái phần dưới của nó xếp ly nhá, lên của nó hơi xếp ly một tí. Form này chốt các chị tầm khoảng là 50 cân đến 65 cân, 50 cân đến 65 cân đổ về em chốt đơn hàng ạ. Set lên một và kèm số điện thoại ạ. Đẹp này các chị này, set này đẹp này. Em tặng các chị giá cả set nhé các chị yêu nhá. Đấy chị ạ, 300 ạ, 40.000 một set. Đấy chị ạ, 300 ạ, 40.000 đồng một set len. Các chị lên đơn hàng trên là set len một và kèm số điện thoại ạ. Set len một và kèm số điện thoại cho em ạ. Em ơi không nhìn thấy gì á? Đây ạ. Các chị nhìn thấy không? Đây các chị này, xếp lên một cho em ạ. Màu này em gọi là màu nâu các chị nhá, nâu tây. Tông màu thứ hai tông màu đỏ này, và tông màu thứ ba tông màu đen. Cái phần này sẽ có là cái phần rút eo các chị này, phần rút dây ở bên trong. Nên chị nào bụng to hay là bụng nhỏ các chị tùy các chị chỉnh dây các chị nhá, tùy chỉnh dây cho em ạ. Còn cái phần này là phần che khuyết điểm này các chị này. Chị nào bụng to là mặc vào là cảm giác là không nhìn thấy cái phần bụng béo luôn ấy. Đó, chị Trần Phương cây chốt nâu tây này. Chị nào chốt đơn các chị lên đơn hàng ạ, xếp lên một và cộng số điện thoại ạ. À, không có màu rêu chị ơi, thực ra là cái màu rêu nó hơi bị kén cái màu da một tí. Em chọn cho các chị những cái tông màu dễ mặc nhất và phổ thông nhất luôn ý. Đây màu nâu tây này các chị này, màu nâu tây này đẹp em chọn nhiều nhất luôn. Đấy chị ạ, màu nâu tây, màu đỏ, màu đen, ba màu các chị lên đơn hàng ạ. Xét lên một, ok chị Hạt Ngọc này. Mã này nói chung là mỗi màu em về được ít thôi, tối lắm á. Em có tối không? Nhưng mà đang cả tối. Mặc nó tối như nào chị? Ba màu. Mặc trông nó sang nhỉ. Thì cái set len này, để chạm set len một và kèm số điện thoại cho em ạ. 350, nhìn thấy rõ không chị ơi? Cái điện thoại em đâu rồi? Áo váy len nó không có sai đâu chị, nó co giãn mà. Các chị người các chị to hay đâu thì nó sẽ giãn theo như thế. Đây này, còn cái phần bên trong nó sẽ có cái dây rút các chị nhá. Phần dây này các chị này, chỉnh dây thoải mái cho em. Đó, chỉnh dây thoải mái cho em ạ. Set len một ạ. Chị Hưng Hào rồi, ok chốt đơn màu nâu tây này. Đen với đỏ nữa các chị nhá, đen đỏ đô nâu tây, ba màu ạ. Chị Lan Lê Thị rồi, ok. G3 là cái nào chị? Chị thấy sáng mà em. Đấy, mã này là set len 1 và cộng số điện thoại cho em ạ. Set len 1 chị ơi, tí em sẽ lên nhiều mẫu ấy, không phải nguyên một mẫu ở đâu ạ. Chị Thanh Thủy rồi ạ, chị Hoài Thu Nguyễn có ạ, chị Huyền Đỗ lên mã hàng cho em với ạ. Set len 1 và cộng số điện thoại nhá. Set len 1 và cộng số điện thoại cho em. Đấy, màu nâu tây các chị ơi, nhìn nó sang quá này các chị này. Đẹp này các chị ơi, nhìn chất len cho em à. Đẹp đã đời luôn ạ, đanh chất các chị nhá. Đanh chất luôn ạ, chị Huyền Đỗ comment em là set len 1 đi chị ơi. Set len 1 và kèm số điện thoại ạ. 300 ạ, 40.000 một set. Chị Thanh Thủy rồi, ok chốt đơn set len 1 màu nâu tây này. Set len 1 cho em màu đen các chị yêu nhá. Set len 1 màu đen. Đó, các chị lên đơn hàng cộng số điện thoại cho em ạ. 340.000 một set các chị yêu. Chị Thanh Thủy có rồi nhá. Set len 1 ạ, cộng số điện thoại các chị mình có đơn ạ. Ok cho chị Huyền Đỗ này. À, cảm ơn chị Hồ Nhung. Đây các chị ơi, đẹp lắm. Có nên mặc cả màu đỏ không nhỉ? Em mặc thử màu đỏ luôn nhá. Đỏ mà nó bên ngoài đỏ đô đấy các chị ạ. Nó không phải là đỏ tươi đâu. Không phải đỏ tươi chót đâu ạ. Đỏ đô rất là xinh luôn, nó dễ phối đồ. Cái váy của nó sẽ, ở bên trong nó sẽ là kiểu váy xếp ly các chị nhá. Váy xếp ly, hơi xếp ly một tí thôi. Chị Tu Hồng có set len một màu nâu tây này. Đấy, bây giờ là tranh thủ mua toàn set đẹp các chị ạ. Toàn set đẹp thôi. Set len một và kèm số điện thoại cho em. 340.000 chị ạ. Chị Hương quê rồi ạ. Chị Tu Hồng có ạ. Nói chung là em không có duyên bán váy lắm nhưng mà cứ thích đi. Đấy, các chị cứ hỏi nhiều xong là em lại về. Em về em bán lại kèm đơn. Mặc màu đen chị xem rồi, ok em thử mặc màu đen luôn nhá. Em thử mặc màu đen luôn này. Màu đỏ thì ở trên line thì nó nhìn được rõ hơn. Màu đen thì nhìn trên line nó hơi khó. Cái gì? Hai cái Thảo cứ ngồi xa nhau ra nhá. Cứ ngồi trong góc đấy là buôn chuyện. Ngồi xa nhau ra, cứ phải ngồi di dít với nhau làm gì. Đấy, không phải đường đâu. Tao nhìn thấy rồi đấy. Đấy, màu đen thì nhìn trên line nó hơi bị tối.
Em nhận hàng rồi, ưng ý lắm. Cảm ơn chị Trường Trinh nhá. Đây các chị này. Màu đen thì trên này nó hơi khó một tí. Đấy, chị nào chốt set nào các chị lên là set lên một ạ. Chị lên quần da. Đây set lên, ủa gì trên line màu đen có nhìn thấy gì đâu. Các chị nhìn kia em cái màu sáng, cái màu nâu em mặc trên line các chị nhìn rõ nhất. Đấy, em qua mẫu luôn nhá. Màu đỏ, màu nâu với màu đen. Đấy chị ạ, đỏ nâu tây với đen. Các chị ơi, em lên tiếp các chị một cái mẫu thứ hai. Nó là nguyên set như này. Các chị ạ, em có nguyên set như này luôn ạ. Rồi, qua mẫu này. Chị ơi, xem em cái mẫu này xem có bao nhiêu màu ấy. Nhiều màu đấy. Mẫu ảnh à? Ồ, mẫu này nhiều màu này. Ít màu và cực nhiều màu. Cực kỳ nhiều màu luôn. 2, 3, 4. Mẫu này set lên 2 ạ. Màu này là 1 à? Không. À đúng. À đâu? Không phải. Khác nhau mà. Mẫu chị xem mẫu em xem có nhiều không? Cái này này dữ hơn. Biết rồi. Thế cái này, cái này cũng thế mà chị. Cùng đấy cái đấy là thế á? Ừ. Cái này có hàng không? Đây. Đây cái lớn. Mình khác mua cái cúc mà. Thôi các chị nhìn cái mẫu khác, cái màu khác các chị biết rồi, các chị biết cái màu đấy, mẫu đấy nó mặc như thế nào rồi. Bây giờ mặc cái màu, các màu lên nó hơi bị lâu ấy, các chị nhìn nào này. Cái trạng set này các chị có phải là set len 2 ấy yêu nhá. Những cái mẫu này em thường là chọn cho các chị những cái kiểu là nó sẽ có một cái đường diềm diềm ở cái phần eo ấy, làm cho mình là cảm giác là nó che cái bụng này. Tại vì là thường là hay mặc váy len nó cứ bị lộ cái eo ấy. Kể cả chị nào eo nó nhỏ đến mấy nhưng kiểu gì nó cũng phải lộ một chút cái phần bụng. Đấy, cho nên là em sẽ làm cho các chị những cái mẫu này thiết kế các chị này. Nó sẽ có những cái kiểu cái diềm diềm ở cái phần eo. Đó, mẫu này các chị lên cho là set lên 2 chị yêu nhá. Set lên 2 và cộng số điện thoại cho em ạ. Chân mày đấy, thế là set 2. Mẫu này xinh thế. Này nhổ đi, nhổ đi. Ôi, nhổ nó chán, mỏi mắt. Đẹp nhờ, cái set này đẹp này. Cái set đi được mà. Mã này các chị comment là set lên 2 ạ và kèm số điện thoại cho em. Các chị ơi, đỉnh cao của chất lượng. Thực sự luôn ạ, chị Đinh Hạnh ok em chốt đơn hàng ạ, chị Hương Nguyễn có này. Mã này các chị comment là set lên 2 nhá. Chị ơi lấy cho em cái móc nào, treo hộ em phát. Đây các chị ơi, set lên 2 cho em. Đây là màu nâu này, là nâu đậm cho em này. Để chạm nâu đậm và kèm số điện thoại này. Màu đỏ và kèm số điện thoại trên và set lên 2 màu đỏ này. Chị nào nhanh tay có em kỷ niệm các chị mẫu này ạ. 299.000 đồng. Trời ơi, vừa rẻ vừa đẹp luôn ạ. 299 ạ, set lên 2 và kèm số điện thoại ạ. Đấy, đen khó nhìn đúng không ạ? Các chị ơi, em thường mặc là màu những cái màu sáng trên live, trên các chị mặc nó nhìn nó dễ nhìn hơn. Em mặc các chị dễ nhìn hơn ạ. Mỗi set lên 2 nhá chiêu nhá. Set lên 2, các chị comment mã hàng cho em ạ. Lên 2 đẹp thế chị ơi đây. Bụng bà nào mà to này. Để chị ạ, chả nhìn thấy bụng đâu luôn ý. Đấy, đơn giản lại đẹp. Đơn giản lại đẹp. Các chị ơi ạ, set lên 2 ạ, 299.000 đồng. Em ơi thật sự luôn ạ, vừa rẻ vừa đẹp và chất lượng. Cái này đeo thêm cái túi nữa, lùi quá đẹp luôn. Đấy, màu này em gọi là màu gì? Màu em gọi là màu gì? Màu nâu tây ý chị nhá. Màu nâu tây cho em ạ, màu đen này. Đây tông màu đen cho em ạ, màu đen này. Màu đỏ đô các chị ơi, đỏ đô cho em ạ. Tông màu tím này, yêu ơi màu tím nhìn yêu chưa? Để chạm màu tím nhìn yêu cho các bác ơi. Màu tím cho em ạ, set lên 2 này. Set lên 2 cho em màu nâu đậm. Để chạm màu nâu đậm cho em ạ, 299.000 đồng. Đấy, 299.000 đồng ạ. Loan không bán giả ép ạ, em thề luôn. Em bán giả ép, cứ em về chuyến nào em bị lỗ vốn trên đấy. Em chả hiểu sao, em không có duyên hay sao ấy. Em cứ về tí nào là em lại bán lỗ. Mấy cái đầu thì có lãi một tí, sau là bán lỗ vốn. Yeah, thôi em năm nay em không nhập áo vest nữa, áo dạ nữa. Năm nay em có nhập áo dạ đâu. Mãi set lên 2 chị yêu nhá, các chị chọn màu ạ. Loan mặc trông mà em ơi Loan mặc như Tây luôn à. Đây các chị này, trông nó sang lắm ý. Cái mẫu này thì ai cũng mặc được. Các chị nhá, đây này, cái phần mà em thề luôn ý, mặc váy len ý là hay bị lộ cực kỳ luôn.
Đấy chứ ạ, tại vì là kiểu nếu mà là cái dáng eo này, nếu mà không có cái phần che khuyết điểm này, các chị mặc trông nó lộ bụng dã man luôn. Như cái này, cái phần này này là cái phần gọi là thần thánh luôn. Đấy, mặc là cảm giác như là các chị không bao giờ nhìn thấy cái bụng to của mình luôn, bụng béo. Đấy chứ ạ, set lên 2 và kèm số điện thoại ạ, 299.000 đồng một set. Em mặc là màu nâu tây các chị nhá. Tiếp theo ạ, chị ơi màu nào, màu này có nhiều không? Màu tím này, màu tím này nhìn lạ này, đỏ đô cho em ạ. 46 cân vừa chị ơi. Nói chung là form này các chị từ khoảng là 45 cân đến 65 cân, 45 cân đến 65 cân, tại vì là quan trọng nó có cái phần dây rút eo này các chị này, thoải mái cho em. Đấy, eo to nhỏ các chị kéo cái dây eo ấy cho em ạ. Em không mặc đen nữa đâu chị ơi. Bây giờ các chị cứ bảo em mặc màu đen mà trên live màu đen có nhìn thấy gì đâu. Em mặc cái màu sáng, các chị nhìn cho em cái kỹ của họa tiết của nó. Thế là các chị thích màu đen thì các chị lấy màu đen thôi. Bây giờ em mặc từng màu trên live nó rất là lâu luôn. Xong là màu đen thì nhìn trên live là ôi giời ơi, hôm nay mình vừa mua 399 mới đau. Thế thì chị xin chúc mừng chị nhá, chị Trần Kim Dung nhá. Em bán chị 299.000 đồng. Được không ạ? Vậy chị mua ở đâu 399.000 đồng kệ chị. Chỉ biết là nhà em bán khách hàng ngày hôm nay 299.000 đồng một set. Thề luôn các chị ơi, giá nhà em lúc nào em được lại các chị ít lắm. Cho nên các chị cứ bảo Loan ơi em có miễn ship không, thì em không bao giờ miễn ship luôn. Là lý do là em bán cộng lãi suất rất là rẻ. Đây nâu đậm các chị này, màu nâu đậm cho em ạ. Nâu đậm này, em thử mặc con tím này nhá. Đấy, màu tím này em nhìn thấy nó lạ lạ này. Đấy, màu tím này trông nó lạ lạ luôn. Chất dày đẹp các chị ơi, chất len dày dặn đẹp luôn ạ. 299.000 đồng một set. Các chị có phải là set len 2 ạ, cộng số điện thoại cho em. Cô giáo bóng. Cô giáo bóng. Đây màu tím nhá các chị này. Set lên 2 cho em màu tím ạ. Cái này mà chị nào mà làm tóc xoăn ấy nhỉ, để xoăn xoăn thả tóc ra ấy. Ui dồi ôi em thề luôn, chị nào mà để tóc xoăn ấy, nhìn trông mặc cái váy này thì thực sự luôn là đúng rồi, em bán cần bán số lượng là được rồi, em không cần bán giá cao. Đấy. Em ơi váy này mà chị nào mà kiểu hay làm tóc xoăn ấy, các chị thả ra xoăn đẹp dã man luôn. Đấy, váy len cho em nhé, set len 2 ạ. À, mua mãi nhà em chả thấy màu này, mẫu này ạ, hôm nay mua lại, mua rồi lại có, thôi cho chị cái màu đen. Đấy, set lên 2 các chị nhá, set lên 2 và kèm số điện thoại ạ, 299.000. Các chị em dơ lại màu các chị nhá, màu đỏ đô cho em này. Mét 44 cân cả mét 50, chị mặc hơi dài chị ạ, chị mặc dài hơn em nhá. Đấy, set lên 2 ạ, nâu đậm rồi ok chị Lu Nguyễn, à Lu Tuyến này, chị Nghĩa Trương có set lên 2 ạ. Màu đen này các chị ơi, màu đen đây. Đấy, em sẽ chọn các chị toàn những cái mẫu kiểu có thiết kế, nó sẽ có những cái này này. Cái như kiểu cái diềm ấy, cho là tạo cái gọi là che khuyết điểm. Che khuyết điểm mà trông nó rất là sang. Set lên 2 và cộng số điện thoại cho em ạ, 299.000 đồng. Có cả nâu đậm nữa chị nhá. Mẫu này em sẽ có 4 màu. Được chưa ạ? À thiếu màu nữa chị ơi, màu nâu tây nữa. Em mặc nâu đậm đi rồi, ok luôn. Mặc thử nâu đậm nha các chị nhá. Đây nâu đậm đây ạ. Nâu đậm ạ, màu bên ngoài nó đậm hơn trên line đấy ạ. Đậm hơn trên line. Nói chung là cái màu bên ngoài nó yêu, nó đẹp lắm. Áo lông trắng phía sau là mẫu gì ạ? Lông trắng phía sau là G13 chị ạ. Ở dưới cái kìa, may vứt hết của em đã một đống. Cả set kia nữa, cái set mà cao cấp kia kìa. Nâu đậm này thực ra là nâu đậm này cũng đẹp mà. Nói chung là bảng màu này màu nào cũng xinh. Đấy chứ ạ, bảng màu mẫu này mẫu nào màu nào cũng xinh luôn. Đấy, set lên 2 cho em màu nâu và kèm số điện thoại cho em ạ. Set lên 2 màu nâu các bác nhá. Chị Nguyễn Thìn à, à Nguyễn Thịnh rồi ạ, chị Thu Mai ạ, chị Huyền Hoàng ok em chúc đơn hàng ạ. 299.000. Em ơi sao chị mua 399.000 nhỉ? Chị gì nhỉ? Chị vừa bảo là mua 399 đúng không? Em bán cho các chị 299.000 đồng một set này.
Lấy áo hát gì đi rồi đợi em tí. Chị Thanh Hường ok em chốt đơn hàng ạ. Chị Vân Hoàng sao chị? Bùi Thị Lâm ạ, G13 màu trắng à? Em có 2 chiếc G13 màu trắng hay 3 chiếc gì đấy thôi. Chị Đỗ Giang có nâu tây ạ, màu tím, màu nâu đậm. Chị Phạm Đồi comment em là set lên 2 nhá. Gọi điện theo số này để biết địa chỉ. Chị Thanh Hà set lên 2 màu nâu tây, màu tím rồi ok chị luôn. Đây màu nâu đậm các chị này, nâu đậm cho em, váy đẹp em cảm ơn chị nhá. Em bảo rồi, mẫu này xinh lắm ý, chất len nó đẹp mà nó lại rẻ, giá này em ôm lô. Chứ còn bình thường các chị mua giá nào, giá bên ngoài là cao là điều chắc chắn. Tại vì là nhập, nếu mà nhập số lượng ít thì mua giá cao là điều dĩ nhiên luôn. Nhưng là giá này em nhập được số lượng, em ôm lô giá tốt các chị nhá. Mã này các chị comment là mã gì nhỉ? Mã gì nhỉ? Set lên 2 em qua mẫu luôn này. Set lên 2 và kèm theo số điện thoại ạ. Để chạm set lên 2 và kèm số điện thoại cho em ạ. Thế à? Đẹp nhờ. Em hứa luôn cái mã này bác nào gọi là nhận được sờ sướng. Em mặc màu nào cũng đẹp. Em cảm ơn chị. Mẫu này là toàn bộ em chọn màu các chị rồi. Thực ra là nó cũng cả màu màu nhạt hơn ấy, nhưng mà cái màu nhạt hơn mặc trông nó không được đẹp. Đấy, 5 màu là mẫu 5 màu đẹp nhất luôn em chọn cho các chị đấy ạ. Chị Hà Nguyễn có ạ, váy đẹp quá. Cảm ơn chị Phạm Thị Liên, chị Hồng Nguyễn cho em số điện thoại với ạ. À, tiếp theo chị ơi. Có một mẫu set mà có cái choàng ngoài nữa đi. Đâu? Thấy đâu? Choàng 2, choàng set 2 ấy. Chị Chí Vũ Dũng rồi, Chí Dũng Vũ có, đợi em tí chị rút phi kim đợi em một chút nhá. Set 2 là chị đang mặc, đây là set 3 này. Đây. Set 2 đây. Chồng đây. Chồng lên thôi. Kéo trong cái áo trắng đen đen này chị, màu nâu. Màu đấy thì màu đấy nhiều. Nhiều. Số lượng. Tiếp theo các chị một set lên nó sẽ có cả choàng ngoài luôn nhá. Hai ghế nó phải nghỉ rồi. Áo lội. Sau cái túi áo lội hai chân. Cái này tinh nhỉ, cái này mà lúc mình mặc không là mình khoác thêm áo da bên ngoài cũng được này. Hoặc là mình khoác cả cái áo choàng kia kìa. Đấy thì mà khoác cái người da đẹp. Đấy, chọn một thằng gọn gàng thì sẽ em đi đâu chút. Hôm nay chốt có ok không mọi người? Không ok đâu, không chẳng trôi gì cả. Chẳng trôi. Không làm sao. Mày cho mày ra cổng bước chân phải rồi, cái. Em nhặt thấy đơn khó nhặt. Gì mà khó nhằn phải trả đơn của cuộc đời này chỉ là đồng năng. Đây là túi áo lỗi à? Có này các chị comment là set lên 3 nhá. Để chạm set lên 3 nó sẽ có thêm một cái áo choàng. Sẽ có thêm một cái áo choàng bên ngoài nữa luôn. Màu này em gọi là màu nâu tây các chị này. Màu nâu tây cho em ạ. Set lên 3 và cộng số điện thoại ạ. Sang quá thế luôn các chị ơi ạ. Set len 3 cho em các chị nhá. Set len 3 và lên số điện thoại cho em. Đấy, set này ngày hôm nay tặng các chị 350.000 ạ. Chết không có tiền ăn Tết rồi cháu Loan ơi. Đây các chị gái ơi, mẫu này set len 3 cho em. Mẫu này thoải mái các chị dưới 65 cân. Đấy, từ khoảng là 50 cân đến 65 cân em chốt đơn mẫu này cho các chị luôn ạ. Set này các chị ơi, set lên 3 nha. Em có màu nâu tây các chị này, màu nâu tây, màu đỏ, màu đen, 3 màu các chị ơi ạ, 3 màu cho em ạ. Set lên 3 và kèm số điện thoại ạ. 350 set này các chị yêu nhá. Có màu gì nữa à? Chị ơi có 3 màu mà chị. Đây 3 màu em, cái này em còn chưa treo ra ấy. Màu đấy là một đấy. 3 màu là màu đen các chị này, màu đen, màu nâu tây với lại tông màu đỏ đô. Đen nâu tây và đỏ đô. Set lên 3 và kèm số điện thoại ạ. 1m50 thì các chị mặc nó hơi dài ấy chị ạ. Em mặc nó, em 1m58 là em đã mặc qua đầu gối rồi. Lên chữ C về, chưa về được màu khác đâu chị gái ơi. Lan Nguyễn nhá, các chị này, nó sẽ có thêm một cái áo choàng bên ngoài nữa luôn. Mã này set lên 3 và cộng số điện thoại ạ. Rồi nâu tây chị Hoài Anh Lê này, chị Hạc Ngọc ok chốt đơn set lên 3 này. Cái này là có thêm cái choàng bên ngoài. Đấy, có thêm cái choàng bên ngoài. Set lên 3 là 350 các bác nha, 350.000 ạ. Đâu? Đâu, đôi thế nào? Còn đây là bộ ấy chị ạ. Bộ. Đây, set lên 3 cho em màu đen các bác nha. Cái này mặc lên người thì nó mới đẹp. Chứ còn nhiều khi là treo thì các chị không thấy nó đẹp đâu. Phải mặc lên ngược, mặc lên canh. Set lên 3 cho em ạ, tông màu đỏ, đỏ đô. Đỏ là đỏ đô cho em các chị yêu nhá. Set lên 3 set là 350 ạ.
len 2 cho em đống lù cho mày. Set len 3 là 350 các chị này. Set len 3 và kèm theo cú điện thoại cho em. Chị Ly Lưu, các chị chọn luôn màu nhé. Tại vì là cái mã này em có số lượng cực ít thôi. Và mẫu này là em bán là em không biết lúc nào nó mới về bù được hàng. Thì set này đang cháy hàng ạ. Bố Bích Thủy có, chị Nguyễn Phượng có, chị Ly Lưu có đơn hàng ạ. Chị Hoài Tu Nguyễn có set 3 màu nâu tây. Tiếp thế chị bị mà dài à? Em mặc đỏ chị xem với. Rồi đợi em tí mặc bộ đỏ. Các chị nhìn trên cái màu của nó này, đẹp quá mà nhìn trông màu nâu tây. Thấy chưa? Trông màu nâu tây luôn các chị yêu nhá. Mẫu này đeo thêm một cái túi này, gọi là quá là sang luôn, xách thêm một cái túi. Chốt đi Kim Tuyến ơi kìa. Mã này không chốt là ngày mai là hết, là phí lắm luôn ý. Mã này nếu mà các chị mua ngoài nó phải tầm khoảng 480-500 một set. Đấy, chị My Lê ok, chốt đơn set lên 3 một nâu tây này. Mét 50 á. Cái mẫu này nó sẽ làm theo kiểu mà theo dây chuyền ý. Chị Mai Nga có set lên 3 màu nâu. Đây chị ơi, chị nào chốt màu đỏ các chị lên đơn hàng nhá. Set lên 3 cho em ạ, tông màu đỏ và cộng số điện thoại ạ. Set lên 3 màu đỏ và kèm số điện thoại cho em. Nâu tây này. Nâu tây hôm nay về không biết là bao nhiêu set. Đỏ là đỏ đô chứ không phải đỏ tươi nhá. Cái này các chị được lợi là nó sẽ có thêm một cái áo choàng nữa. Đây chị yêu chốt màu đỏ đô cho em ạ. Đỏ đỏ đậm ấy, nó không phải đô hẳn nhá các chị nhá. Màu nó đẹp. Xách lên 3 trên màu đỏ kèm số điện thoại cho chị này. 350 các chị nhá. 350.000 ạ. Chị Long Vũ có, chị Minh Hoài ạ. Xách nào em mặc là 350 chị ơi. Xách lên 3. Chị Lưu Hương có, chị Lê Lan ok em chốt đơn hàng ạ. Xách lên 3 và cộng số điện thoại cho em. Đẹp xuất sắc luôn các chị này. Cộng tay 3 phân đợi em tí em lại lên tiếp. Tại vì là hát gì ngày hôm nay nhà em cũng về nhiều. Chị Nguyễn Thị Hòa rồi ok chốt đơn xách lên 3 màu đỏ này. Đỏ đen nâu 3 màu các chị nhá. 48 cân có mặc được chị ơi. 48 cân được tại vì là cái phần váy này nó sẽ có là cái phần giúp eo. Nó sẽ có cái phần giúp eo bên trong ấy, eo to nhiều các chị chỉnh eo. Chất len nó cũng co giãn nữa các chị, thoải mái 65 66 cân. Thoải mái từ 65 66 cân đổ về ạ. Set len 3 và kèm số điện thoại nhá. Chị Long Vũ có màu nâu ạ. Chị Tuyền Nguyễn ok em chốt. Em cảm ơn chị. Đấy set len 3, em qua mẫu ấy các chị ơi. Qua tiếp một mẫu nữa. À, lên các chị một ít phông nhá các chị nhá. Các chị nào ở miền Nam mà các chị nóng là không mặc được len. Chị Nguyễn Đông ok chốt set lên 3 dồn đơn ạ. Em sẽ lên cả phông này, để chạm cả áo len rồi là các kiểu luôn đấy các chị. Đấy chạy Tư Nguyễn có, chị Hạt Ngọc ok em chốt đơn hàng ạ. Em qua mẫu nhá. Chào mình nhá. Chốt set luôn. Đấy cái này nó sẽ có, đây các chị này, bình thường như này. Để chạm bình thường là như này. Cho các chị khoác thêm một cái áo choàng ngoài. Khoác thêm một cái choàng ngoài cho em. Xinh lắm mà cái choàng ngoài của nó là len ép các chị nhá. Choàng ngoài của nó sẽ là len ép. Chị Nguyễn Hải có á. Em qua các chị có thích áo phông em lên luôn áo phông này, tức là khoác len mũ nữa các chị nhá. Khoác len mũ rồi áo cộc tay các kiểu luôn đấy các chị ạ. Sẽ len bao cây chị Quân Nga này, Quan Nga. G13 em mặc rồi, G13 em lên tí lại phải thoát ra ngay tại vì nó không có hàng, nó có ít. Này là K6 nhé, còn cái K13 không về hàng nữa, K13 là ung sao không về nữa. Có, có. Tại vì hôm nay tưởng là một cái ít gì. Tiếp cho các chị mẫu cái hát
Đấy, chị hát gì tiếp nhá các chị nhá. Đây, cái những cái mẫu này thì chị nào mua rồi các chị cho em xin một cái câu phát biểu với là các chị đang mua bên ngoài thị trường bao nhiêu tiền ạ? Các chị đang mua ngoại trường bao nhiêu tiền con này? Chất dày ấm đẹp dã man luôn các chị nhá. Có lên mẫu này cho em là A bao nhiêu đây ạ? A bao nhiêu đây em ơi? Rồi ôi màu nâu cho em ạ, ML. MLX hay ML ấy nhỉ? SML ấy nhỉ? Cái đấy hoa ơi xem cái mẫu. Em bôi thề luôn này Huyền này. ML. Chất nó dày lắm ấy. ML chị ơi. Đẹp như thế này, bác nào bỏ qua mẫu này tiếc tại vì là mỗi mẫu em có ít thôi. Mỗi mẫu em là săn được sale ít đấy các bác nhá. Mã này các chị comment cho em là A mấy? A6. A6 và kèm số điện thoại cho em ạ. Xem hộ chị xem có mấy size. ML. Hai màu, ba màu nhưng mà màu đen có hẳn cả. A6 á, màu này của nó là màu nâu tây các chị yêu nhá. Màu nâu tây này, với lại tông màu màu trắng, màu B. ML 2 size đúng không? ML 2 size mỗi này là A6. Nhưng em chưa kịp test tin nhắn hết đâu chị ơi. Em chưa kịp test hết tin nhắn đâu, chị thông cảm với. Tại vì đơn nó quá tải. Mã này A6 á. Có chị nào đã mua áo này ngoại trường chưa ạ? Em hỏi thật ạ, các chị đang mua mức giá là bao nhiêu tiền ạ? Các chị nhìn chất này. Để chạy hàng HG nhá chị yêu nhá. Cho em xin lượt chia sẻ với nào. Đâu đưa các màu em với. Bóc màu lên đeo em với nào. Đây A6. Đẹp nhỉ. Màu cho em này, màu nâu này. Đấy chạm màu này của nó sẽ là màu B các chị nhá. Màu B này và tông màu trắng ạ. Ba màu em có size M với size L. Em tặng các chị ngày hôm nay ạ, nhanh tay cho em nhá. 175.000. Ok chạm 175.000 các chị lên đơn hàng cho em ạ, 175 các chị nhá. 175 và kèm số điện thoại cho em mỗi này ạ. Toàn bộ của lo hàng thương hiệu luôn các chị ơi, không phải suy nghĩ một chút nào. Không phải suy nghĩ một chút nào luôn ạ. A7 cộng số điện thoại ạ. Hai size là size M với size L ạ. Các chị từ khoảng là 45 cân đến tầm 65 cân. A6 ạ, từ 45 cân đến 65 cân ạ. Mã này từ 45 cân đến 65 cân đổ với em chốt đơn hàng ạ. A6 ạ, màu trắng các chị này. Hàng của nó toàn bộ hàng hiệu các chị luôn, là chất nó dày đẹp đanh chất luôn các chị nhá. Chất dày dặn đanh chất luôn ạ. A6 và cộng theo số điện thoại các chị chốt đơn hàng ạ. Hàng HG các chị biết thừa chất lượng nó như nào đúng không ạ? Hàng toàn bộ hơn 300.000 tại thị trường. Ngày hôm nay tặng các chị 175.000 áo này. Được chưa? 175.000 đồng. Các chị lên mã hàng cho em là A6. Chị Nguyễn Lan Anh comment lại mã hàng cho em với ạ. A6 cộng số điện thoại cho em. Các chị nhá. Cái này là của nó là đá ép nhiệt ạ. Được chưa? Đá ép nhiệt, đá nhỏ ép nhiệt cho em ạ. Rất là chắc luôn, các chị có thể giặt gọi là thoải mái cho nó không bị là không bị bong. Lên 246 cân chị gì chị nhớ lấy hỏi mẫu nào đấy. Xét lên ok chị Luyện Hoàng này. A6 chị Mỹ Lê có màu nâu này. Chị Nguyễn Lan Anh có A6 á. A6 kèm số điện thoại ạ. Chị Nhi Ngân có đơn nhá. Chị Lan Anh có nâu. À chị Lan Lan có nâu này. Chị Nhi Ngân có A6 á. Mã hàng A6 cho chị Hương Vương này. A6 cách số điện thoại cho chị Mưa Bụi này. Chị Linh Hà có A6 này. Nâu, be và trắng. Để chạm nâu, be trắng 3 màu ạ. Nâu, be trắng 3 màu cho chị Phùng Hoa có này. Chị Nguyễn Dung có đơn hàng ạ. ML2 xa các chị dưới 65 con em chốt. Để chạm các chị tầm dưới 65 cân đổ với em chốt đơn hàng ạ. Mã hàng A6 và kèm số điện thoại ạ. A6 kèm số điện thoại cho chị Trần Mây này. Đấy chưa? Cho em xin mã khoác len nào. Khoác len mũ đi. Đâu? K6 A6 nó gần này. Mẫu A7. Rồi khoác len lên cho em mũ ha. Ui A6 các chị lên đơn nhắc nhanh cho em. Tại vì mỗi mẫu em săn được ít thôi. Hàng vượt sale. Được chưa? Hết là hết luôn, không có về bù nữa nhá chị yêu nhá. Hết là hết luôn, không có hàng bù nữa. Tiếp theo mẫu này các chị ơi khoác len cho em ạ. Khoác len mũ các chị này. Khoác len mũ ạ. Các chị khoác len cho em mẫu này là A7 ạ. Được chưa? Len 7 khoác len mũ cho em A7 và kèm số điện thoại ạ. A7 và kèm cho số điện thoại cho em ạ. Đây lên khoác len có mũ đây chị ơi. Mã này hôm nay lên cho là mã hàng A7 ạ. A7 cộng số điện thoại cho em, các chị mình chốt đơn hàng. Các chị ơi nhìn cho em màu nâu tây của nó này. Để chạm màu nâu cho em nhá. A7 cho em màu nâu ạ. À, váy nhung á, váy nhung nào nhỉ? Mã này lên cho em A7. Khoác len ép các chị ơi ạ, dưới 65 cân em chốt đơn.
Mã này dưới 65 con em chốt đơn hàng ạ. Mã hàng trên là A7 và kèm số điện thoại ạ. A7 và kèm theo số điện thoại cho em ạ. Chốt tặng các chị ngày hôm nay ạ, 350.000. Được chưa ạ? 350.000 đồng một con khoác len ép. Em mặc màu nâu các chị này. Màu thứ hai sẽ là tông màu vàng. Màu thứ ba tông màu ve ạ. Màu thứ tư sẽ là tông màu đỏ. Và màu thứ năm sẽ là tông màu đen. Giá thị trường em bảo rồi ạ, toàn 680-700.000 một áo. Ngày hôm nay ạ, chốt giá đẹp các chị luôn ạ, 350.000. Ok chạ, 350.000 đồng các chị lên đơn hàng mà kèm số điện thoại ạ. Chất len ép gọi là đẹp long lanh luôn các chị ơi. Chất len ép đẹp long lanh luôn. Bữa nay ngày hôm nay em về chuyến cuối. Chị chạm về chuyến cuối ạ. Em chốt tặng các chị ngày hôm nay là 350.000 đồng một áo. Khoác len của hàng cao cấp các chị nhìn hàng cho em ạ. Đẹp xuất sắc luôn các chị nhá. Đẹp xuất sắc luôn ạ, 350. Có khoác len không có mũ nữa. Các chị nhìn màu của nó này, màu vàng các chị này, màu vàng cho em ạ. Đợt trước toàn bộ của nó là hàng của nó là 570-58. Các chị lên mã hàng trên là A7 nhá. A7 em màu nâu này, A7 màu vàng các chị ơi, A7 màu vàng này, A7 trên màu be ạ, màu đỏ với màu đen. Lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em các chị ơi, mình có đơn ạ. Lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em các chị ơi, mình có đơn hàng ạ, nhận được tiền chưa? Chị đăng like này, chị chưa xem được tiền đâu em ơi. Chưa xem được tiền cọc đâu. Đấy, có túi, có mũ cho em nhé các chị nhé. Có túi, có mũ cho các chị luôn, đủ tiêu chuẩn chưa các chị ơi ạ? A7 cho chị mưa bụi này, chị Đinh Thảo, chị Thủy Phạm, ok, chốt đơn hàng ạ. Dưới 64-65 cân đổ về các chị chốt đơn. Đấy chạm, dưới 64-65 cân ạ. Các chị ơi, khoác lên ép nó dày dặn đanh chất luôn các chị nhé. Cầm nó nặng tay. Thực sự luôn ạ, cầm một con áo đầm tay nặng tay luôn, hàng loại 1 các chị này. Toàn bộ của nó hàng loại 1 luôn ạ, A7 ạ. Chứ áo khoác nó không có size, áo khoác len nó không có size đâu. Nó chỉ gọi là nó co giãn theo chiều cơ thể mình ý. Nó co giãn theo chiều cơ thể mình luôn ý. Chứ không có size như kiểu là áo khác chị ạ. Nó không như dòng áo sơ mi hay là áo không. Chị Lê Thùy Linh có ạ, chị Hoa Hướng Dương ạ, chị Tại Ngà lấy đi chị. Đây chị này, các chị nhìn thử lên cho em, đẹp mê ly luôn nhá. Cái trận chất len đẹp mê ly luôn ạ các chị này. Đợt trước các chị mua toàn em thế luôn, không có dưới 500.000 đâu. Được chưa ạ? Không dưới 550 ấy. À, em đặt hàng hôm kia live không hề mà chưa thấy đặt gọi điện chốt đơn á. Chị Trang Phan đấy chị nhá, chị Dương Thanh Thủy có ạ, chị Quan Nga rồi, ok chốt đơn hàng ạ. Màu đỏ cho em này, được chưa ạ? Mã hàng A7 cho em màu đỏ cộng số điện thoại ạ. A7 cho em màu đỏ và cộng số điện thoại cho em ạ. Bao tiền nhỉ? 350 à? 350. Giá này em bán vui vui đấy. Đấy chạ, chốt giá gọi là vui vui các chị thôi. 350.000. Màu đỏ đây. Đây màu đỏ nhá. A7 350 chị ạ. Chị Hoàng Giang có, chị An Mập chốt đơn hàng ạ. Đấy, A7 áo khoác len màu vàng, ok chị Thanh Hà này. Chị Phạm Đồi ấy, chị comment của em là mã hàng A7 chị nhá. Chị comment tờ khóa áo vàng là ngày mai các bạn như vậy em sẽ không lên đơn được. Nhà em phải có mã đơn, có mã hàng thì mới lên đơn được các chị ơi. Vì nhà em rất là nhiều mã. A7 các chị này, A7 là áo khoác em đang mặc đây ạ. A7 và kèm số điện thoại. Có cả màu đen các chị nhá. Màu đen cho em ạ. 350.000 một áo. 350.000 đồng ạ. Các chị lên mã hàng và kèm số điện thoại cho em ạ. Quá xuất sắc luôn các chị ơi, cầm cho em một con khoác len nó nặng tay như này. Toàn bộ hàng loại 1, loại này không có mũ, em có mẫu khác chị ơi, có mẫu khác. A7 ạ. Cộng số điện thoại cho em ạ. Cổ 3 phân tay cọc cho em xin mã nữa chị ơi. Cổ 3 phân tay cọc, hình như là có về của hàng HG tay cọc. À, cái mã cũng là cốt tông thì phải. Ở chỗ nào ấy? Đây đợi từ từ, trước khi đợi mã đấy đợi trên lấy con gu xì đã. Đây có mấy con này không ạ? Có mấy con này chị ơi? Con này nó đẹp long lanh này. Chấm hết. Hết nước chấm à? Hết nước chấm à? Hết nước chấm gì? Nào hết nước chấm. Nào hết nước chấm này. Nó mới đang quần què. Ôi mẫu này thì có mấy cái cho các chị ơi. Để chạm cục tay HG này còn mấy chiếc thôi. F này. Ok. A7 tôi ghi thế. Đến mã A8 đúng không? Mã này lên trên là A8 ạ. Cộc tay các chị yêu nhá. SML.
Chị ạ, màu nâu em có size S, size M với size L. Màu đỏ thì em đang còn size size gì đây, S này. Mã này comment của em là A8 á. Chị ạ, A8, HG cộc tay nhá. Mấy lên em lên rồi. Mã này có mình chơi là A8 á. À, mã này là A7 à? À, A8. Đánh cái trận bây giờ. Đây các chị ơi, đây là cục tay cổ 3 phân. Mã này lên chỉ là A8. A8 trên màu nâu các chị nhá. A8 màu nâu này. A8 trên màu đỏ và A8 màu trắng. Trắng em còn sót có 2 chiếc thôi. Mã hàng A8 á. Chị ơi, comment hộ em là A8 chị nhá. Đừng comment là cục tay. Phải comment hộ em mã hàng ấy. Quan trọng là mã hàng này, màu trắng em còn size M này. Và size L, một cái size M, một cái size L. A8 169 như một áo á. Set lên em đăng bài em lên rồi chị ơi. Vào muộn thế chị Dung Hiển ơi. Mã này là A8 cho em nhá. 169.000 ạ. Màu đỏ này. Màu đỏ của size S này. Size L này. Đỏ em còn 2 con size S, một cái size L. S các chị tầm ở dưới 55 cân. Size L các chị tầm khoảng ở dưới 65 cân đổ về em chốt đơn ạ. Màu nâu của nó bên ngoài nâu đậm cho em nhá. Mã này các chị lên đơn hàng cho em là A8 ạ, 169.000. Hàng của là cộc tay 3 phân của hàng HG. Đấy, cộc tay 3 phân của HG. Các chị lên mã hàng và kèm số điện thoại cho em ạ. Chất lượng đẹp lắm luôn các chị ơi. Màu nâu nhé, ok chị Nguyễn Hương này. Mã này là A8 nhá. Đẹp này. Đấy, A8 kèm số điện thoại ạ. Chị Đào Thúy ok. Ố, cái này khác này. Ừ, con này khác mà, mỗi con màu đỏ. Ai bảo chị bốc ở đây cùng thế. Con đấy Huyền đưa sao chứ kìa. Không. Ô thế hai cái màu đỏ này không phải rồi, màu đỏ của mẫu khác. Rồi cảm ơn chị Ngô Sinh nhá, chị Trần Mây có Nguyễn Tuyến này. A8 thì màu đỏ em còn một chiếc size S thôi. Hai cái màu đỏ kia nó lẫn vào vậy ạ. Chị Nguyễn Tuyến có A2, A3, A6, A8, ok chị luôn. Tiếp theo mẫu này ạ. Mã em lên chuyên là A9. Phương chuyển cọc. SM. Màu xanh này còn S với M đấy chị ơi. Mã lên chuyên là A9. Để chạm mã này lên chuyên là A9 ạ. Chị Đặng Thị Vân Anh trên số điện thoại nhá. Áo em mà có giày tay. Mã này lên chuyên là A9 ạ. A9 và cộng số điện thoại cho em. Ôi trời đẹp chưa này. Để chạy A9 cho em ạ. A9 cách số điện thoại. Ok chạy A9 cách số điện thoại. Các chị có đơn hàng ạ. Màu xanh em còn sót có vài chiếc các chị nhá. A9 màu xanh em còn. Mã này em còn SM2 size màu xanh này. A9 mẫu này các chị yêu nhá. Lên trên mã này là A9 á. Giữ nhiệt HG. Để chạy tặng các chị nốt giá 169.000 ạ. Em còn sót có 5 cái màu xanh các chị ơi. 5 cái màu xanh và 2 cái màu nâu. 2 cái màu nâu sẽ S. Sẽ các chị dưới 55 cân em chốt đơn ạ. S các chị nhà mình dưới 55 cân em chốt đơn hàng ạ. A9 và kèm cộng số điện thoại mẫu này ạ. Chị ơi lấy cho em ít phông hè không có cổ ấy chị ơi. Lên phông hè luôn các chị yêu nhá. Lên cả phông hè luôn được không ạ? Mã này comment của em là A9 ạ. Cộng số điện thoại các chị có đơn. Các chị chị em cái màu xanh bên ngoài của nó màu đậm hơn nhá các chị yêu nhá. Màu xanh bên ngoài đậm hơn. Đây. HG cho em. Đẹp xuất sắc luôn ạ. 169.000 đồng. Phao dài á, phao dài thì em vẫn còn nhưng mà vẫn đang chốt đơn của trưa hôm nay. Chị Trang Nguyễn có A8 này, chị Hoàng Vi ok chốt A9 á. A9 cộng số điện thoại ạ, chị Hảo Đinh có ạ, chị Lê Hiền có ạ, chị Nhi Ngân có A8 này. Mã này A9 ạ, chị Hoa Cương có hàng A8 này. A8 ạ, cộng số điện thoại cho em ạ.
Nhung đưa cho em con Nhung cọc kia, con gu Chanel hay gu xỉ đấy đấy đấy. Đấy mã đấy. Em mặc size S này. Em mặc size S. Size M các chị dưới 50 à dưới 60 cân. Size M dưới 60 cân. Tiếp theo lên con Nhung cọc tay các chị yêu nhắc, Nhung cọc tay của HG luôn này. Đấy, lên Nhung cọc tay của hàng HG luôn. Phong nghề được em tí sau bọn em sẽ lên phong nghề luôn nhá. Mã này lên đơn hàng cho em là A9 là mẫu em đang mặc nha các chị nha. Tiếp theo lên con này là A10. Để chạy lên con này cho em là A10 ạ. Áo em mặc là A9 nhá. Em qua mẫu này. Nâu em còn hai cái size S của A9. Hình như là có con muỗi nó cứ đốt em ấy. Ăn sao biết? Ăn ở thì sao có con muỗi nó đứng dưới cho. Nó muỗi nó cứ lẩn vẩn nó cắn em ấy này. Nó bảo út thịt cái này thơm thế. Qua đứng dưới vỗ và vỗ được mày. Chị đứng ở đây trông muỗi cho em cái. Đứng là vỗ cho mẹ thấy nổi lên đó này. Vài thù ghét thì mình mái làm cho đốt một cái bên chân để mấy anh đạch lên. Đây các chị này. Áo nhung các chị nhá, nhung cộc tay cho em ạ. À, lên áo cho chị áo khoác len màu nâu, cho chị áo khoác len màu nâu là mã nào chị ơi? Phong này đợi em tím lên luôn nhá, các bác cho em xin lượt chia sẻ với. Cho em xin một lượt chia sẻ với các chị ơi. Mẫu này là A10. A10 của nó là nhung. Nhung cộc tay. Đấy, cổ 3 phân cho các chị luôn ạ. Em tặng các chị áo lên áo nhung này bao nhiêu tiền nhỉ? Trăm mấy? Đây nào, áo nhung này bán các chị bao nhiêu tiền được? SML hay sao nhỉ? Phải không? Hay là ML ấy? Hình như là nó sẽ có ML hay sao ấy. ML tôi gọi XL có này. Mã em có ML XL 3 size nhá các chị nhá. Đẹp nhỉ? Mã này mà chị nào bỏ qua rất là tiếc luôn. Tại vì em chỉ về đúng một lần. Chị, em chỉ về đúng một lần nữa các chị ơi. Nhìn xem màu rêu này. A10 nhá. Bán lúc nãy áo nhung cộc tay bao tiền đấy? 159 á? Phải không? Nhìn nhìn lại em cái. Các chị đang bảo mua 200, 250 mà. 159 à? 159.000 đồng A10 nhá chị yêu nhá. Nói rồi mà sợ nhỡ mồm lại phải chạy A10 và kèm theo số điện thoại cho em ạ. 159.000. Có biết size L thôi đúng không? Có XL dưới 65 cân. 40 cân đến 65 cân em chốt đơn ạ. A10 và cộng số điện thoại ạ. Chị A10 và cộng số điện thoại cho em 159.000. Một áo. Các chị ơi 159.000 đồng các chị lên mẫu này cho em ạ. Đẹp xuất sắc luôn các chị này. Ô, có màu này với màu gì nữa à? Màu em gọi là màu rêu các chị nhá. Màu em gọi là màu rêu. Màu rêu nâu có mấy cái? Nâu có mấy cái? Đây màu nâu cho em ạ. Màu rêu màu nâu này. Ô, mình vừa đặt nhung cọc tay 169 cơ mà. À đấy là hàng, không phải là hàng nhung. Cọc tay không phải nhung đâu, hàng chất ấy. Cái cọc tay kia lúc nãy nó là hàng HG, cũng là hàng HG nhưng mà nó là chất cốt tông. Còn đây là nhung, nhung em là 159.000. Còn cái mã lúc nãy cọc tay là 169 là cái hàng của hàng cốt tông chị ơi. Hàng cốt tông. Đấy, mỗi này nhung ngày hôm nay em tặng các chị kỷ niệm nhá. Con nhung là 159.000 ạ. A10 cho chị 6 cái đủ màu, XL không còn đâu, chị xíu xíu hết rồi. Nó có mấy cái thôi, để ngày mai em kiểm tra hàng xem là hàng nó có về thêm không em báo nhá. Còn hiện tại hôm nay nó về được có ít một thôi chị ạ. MLXL 3 size. MLXL 3 size các chị nhìn cho em hàng này. Quá chất lượng luôn ạ. Để chị ạ, hàng quá chất lượng luôn ạ. Mã hàng và kèm số điện thoại cho em ạ. Mấy giờ rồi? Đây các chị này. Các bộ lượng bao nhiêu đơn? Sao thế? Thế thôi. Tôi sẽ lên là phong luôn này. Rồi A10 em qua mẫu nhá. Đây màu nâu này đâu có mấy cái đâu. Mẫu này có nhiều không? Đây lên tiếp các chị một mẫu dài tay nữa. Màu trắng có nhiều không chị? Đây tiếp các chị một mẫu này nữa này, dài tay này. Cái chạm nhiệt dài tay của HG luôn. Nhiệt dài tay của HG luôn ạ. Mã này các chị comment cho em là A11 nhé các chị nhé. A11 và kèm số điện thoại ạ.
này là A11 cho em. Cách số điện thoại cho em, các chị có đơn ạ. Ngày mai bảo ô Huyền sớm nhé, chị xíu xíu không có hết hàng đấy. Chị ơi hộ em xem mẫu này có mấy size? ML. ML 3 size ạ. Em chị Tâm Trương Thị, chị cứ lên mã hàng với số điện thoại đi, tại vì hàng này em vẫn đang đặt thêm ý. Em đang hỏi xem là có bao nhiêu em sẽ ôm số lượng về cho các chị. Đây mã này lên cho là A11 ạ. Màu trắng này, để chạm màu nâu với tông màu đen. 169.000 một áo ạ. 169.000 đồng các chị lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em mẫu này ạ. A11 các chị yêu nhá. Đây màu đen các chị này. A11 cho em màu đen ạ, A11 màu trắng ạ, và A11 cho em ạ, tông màu nâu. 3 màu ạ, mã hàng A11 ạ. Này. A11 kèm số điện thoại cho em ạ. Đây mấy đứa đấy, 1 2 3 4 đứa, 5 đứa. Đây các chị nhá, màu nâu này. A11 chị ơi. Con này em tặng các chị giá 169.000. Đấy 169.000 đồng ạ. Phong các chị dưới 65 cân đổ về em chốt đơn ạ. Phong các chị dưới 65 cân đổ về chốt đơn hàng ạ. A11 đọc kẹp số điện thoại cho em ạ. Thì Tùng Trung lấy màu trắng ạ. Đây nhá, màu trắng, màu nâu với tông màu đen. Em có 3 màu và 3 size SML ạ. 3 size SML ạ. Các chị lên đơn hàng và kẹp số điện thoại ạ. Chị Hương Vương có ạ. Thì Tùng Trung có số điện thoại. Chị nào có đơn hàng các chị comment cho em ạ. Ai khách có tiền này 15. À Phương đây đây. Phương ấy rồi đúng không? Đơn hàng trưa nay còn nhiều không em? Ở dưới bên kia gọi được gần nhiều chưa? Còn nhiều chị. Còn nhiều đấy không? Nhiều mà. Tại vì cứ bảo khách cọc là nó. Chị ơi chị đọc mã lẻ. Mã lẻ. Cái mã lẻ chút khó lắm. Cứ bảo khách cọc là lại hết size hết màu. Ừ. Nên lên phô cục tay đi. Cục tay chốt đúng không? Chị Giang Thanh ạ, à, chị Nhi Ngân ạ, à, chị Bùi Tuyết ạ. À. À, lên áo phao đi em à. Phao có, ok ok. Để em lên một mã, một hai mã áo phông cộc tay nhá các chị nhá. Không có cổ, phông cổ tròn luôn. Toàn bộ các chị ôi hàng nó đẹp. Đấy, chị Hạt Ngọc có A11 này. Chị Nguyễn Thị Thanh Châu ok, chốt đơn A11 và kèm số điện thoại ạ. Lên phông nhá chị nhá. Các chị đợi em từ phông từ lúc đầu like đến giờ rồi. Bây giờ em mới lên các chị này. Để em một tí, mẫu này là A11 nhá các chị yêu ơi. Màu nâu này, màu nâu ạ. À, chị em váy em mặc có, chị ơi có. Màu đen này và tông màu trắng ạ, 3 màu ạ, nâu đen trắng và cộng số điện thoại cho em ạ. 3 à quên, 169.000 ạ. 169.000 đồng một áo. Đâu chị ơi? Không có cổ mà, lấy cho em mẫu không có cổ đi. Mẫu này có ML. ML hay ML? Này có ML đâu. Đây. Đây, mã này không có cổ luôn các chị yêu nhá. Nay nhận áo đáo rồi ưng lắm, cảm ơn chị luôn ạ, chị Hương. Đủ màu ạ, đủ ấy này. M đến X này. Có con này gì có, không có màu này. Ừ, con hồng này. Đây các chị nhá, áo phông đây. Đúng chưa ạ, phông đủ màu đủ size ạ. Phông thì em đủ màu đủ size, các chị lên đơn hàng cho em là gì? A12. Đúng chưa ạ, A12 và kèm số điện thoại cho em mẫu này. Các chị ơi, phông có cổ cho em các chị này. Đúng chưa ạ. A12 cách số điện thoại em có đủ size MLXL các chị, 40 cân đến 65 cân. Bị rách ở đâu chị Đinh Hoa? Nếu mà bị lỗi gửi là em đổi cho. Bị lỗi gửi là em đổi cho. À, chị Tuyết Chu của A10 này. Quần Q7 em còn, chị Hoan Trương ơi. Áo đá dài tay em có. Áo đá dài tay em đầy chị ơi. Cái mã đá 90 em thấy có còn số lượng đấy. Đá 9 mấy, đá 9 mấy. Lên các chị phông có cổ nhá. Áo đá dày tay được em tí em lên luôn. Em lên các chị một mẫu phông có cổ nữa đã. Các chị nhìn hàng cho em ạ. À, đẹp xuất sắc luôn. Đây các chị yêu nhìn phông này. Đẹp lắm luôn các chị nhá. Các chị comment cho em là mã gì ạ? À, phông này các chị comment là A10 mấy? A12 ạ. A12 em có màu xanh các chị nhá. A12 màu xanh này. A12 cho em tông màu hồng đất này các chị này. A12 cho em ạ, tông màu vàng. A12 cho em màu trắng ạ. A12 màu đỏ và A12 màu xanh. Tất cả em đang có là 1, 2, 3, 4, 5 màu. 5 màu ạ.
chốt trên livestream em 155.000 đồng ạ. Phong các chị thoải mái dưới 65 cân đổ về, 40 cân đến 65 cân nhé các chị yêu nhá. Từ 40 cân đến 65 cân em chốt đơn ạ. 40 cân đến 65 cân chốt đơn hàng ạ. A12 ạ, cộng số điện thoại ạ. Em bảo rồi, giá này thì vào vụ không có đâu các chị ạ, vào vụ không có giá này luôn các chị nhá. Lên đúng mã cộng số điện thoại cho em là các chị có đơn ạ. Đủ màu đủ size các chị ơi, MLXL. Những cái dòng phông này em bán quanh năm, tại vì là những cái dòng phông có cổ này không bao giờ bị lỗi mốt. Mà chất lượng này các chị ơi, giá thị trường các chị toàn mua một giá là 250-258, nhé em tặng các chị luôn 155.000 đồng ạ. 155.000 đồng các chị lên đơn hàng và kèm số điện thoại ạ. Mở ra đi ạ. Đây A12. Mở với sao nhỉ? Phải không? Có phải mạng nó mở không chị? Rồi chị Đặng Thị Vân Anh, ok chốt A12 màu trắng này các chị ơi. Những cái dòng phông này các chị ơi, nó là chất cotton lạnh, mặc nó mát ruội luôn các chị ơi. Mà các chị giặt thoải mái cho em, nó không bị giãn chỉ. Nó không bị giãn chỉ luôn. Toàn bộ hàng Quảng Châu dòng 2 mắc đen như này. Đấy chạ, toàn bộ dòng hàng Quảng Châu 2 mắc đen nha. Các chị lên đơn hàng cho em là A12 ạ. Các chị chọn màu, chọn size vừa nhá. Đấy chạ, xanh đỏ trắng vàng. Xanh đỏ trắng vàng hồng đất. Đấy, xanh đỏ trắng vàng hồng đất. Các chị chọn màu ạ, chọn size vừa cho em. Chị Tâm Trương Thị có ạ, chị Nguyễn Đông ok em chốt đơn dồn ạ. Các chị thấy không nhà em này. Có chị còn mua đủ 7 màu nha em, mua mẫu này. Đấy chạ, có chị còn mua đủ 7 màu luôn. Thiếu cái màu xanh đậm, nhưng mà màu xanh đậm hôm nay chưa về được hàng. Các chị ơi, khách hàng nhà em đặt theo nhóm rất là nhiều. Đấy chạ, đặt theo nhóm rất là nhiều luôn. Tại vì dòng này các chị mặc nó không bị nóng, hội bí mồ hôi. Không bị nóng, không bị bí mồ hôi luôn. Đấy, chị Nguyễn Lan có, chị Ánh Tuyết ok chốt đơn hàng ạ. A12 cho em 155.000 đồng một áo. 155.000 đồng các chị lên đơn hàng kèm số điện thoại. Màu đỏ của nó sẽ là đỏ tươi chị ạ. Đỏ tươi không phải đỏ đô chị Thu Hòa nhá. Đỏ tươi. Kiểu đỏ đậm ấy, không phải đỏ chót, màu đỏ ớt đâu. Đỏ đậm đấy. Nó không phải đỏ đô cũng không phải đỏ tươi, cái màu đẹp chị ạ. Mã hàng kèm số điện thoại cho em ạ. A12. Các chị nhìn màu của nó này. Cái logo này logo theo cho em ạ. Hàng Quảng Châu, cái hàng này không phải là hàng kiểu gia công các chị nhá. Các chị nhìn túi mác của nó các chị biết. Để chạm đủ size số ạ, MLXL các chị dưới 65 cân. Dưới 65 cân em chốt đơn ạ. Dưới 65 cân em chốt đơn hàng ạ. Màu vàng này, màu trắng này, màu xanh, màu đỏ, màu hồng. Vàng trắng ạ, xanh đỏ hồng ạ, 5 màu ạ. 1 2 3 4 5 màu đúng không? 5 màu là thiếu. Cái mẫu này không có đen à chị? Có chứ nhỉ? Có màu đen đấy. Có đen mà. Có màu đen. Áo đỏ đẹp mê hồn. Chị ơi, hàng này thì em bán là quá quen với các chị rồi. Đấy, quá quen để chị thắm hồ cho em xin mã hàng nhá. Mã hàng là A12. Xanh đỏ ạ. Đây các chị ơi, có cả đen này. Đẹp xuất sắc luôn. Đấy chị ạ, hàng đẹp xuất sắc luôn. Là chị Đoàn Phương có, chị Hoa Nguyễn là chị thắm hồ, Thanh Luân Nguyễn có đơn hàng ạ. Mã hàng cộng số điện thoại trên là A12. Đó, A12 ạ. Cách số điện thoại cho em ạ. Chất lượng. Chờ, ok chị Nguyễn Thị Vinh. Giá này các chị nhận hàng, các chị cứ bóc hàng kiểm tra. Để chị cứ bóc hàng kiểm tra hàng cho em thoải mái. Màu vàng này, màu vàng đậm nhé chị nhá. Vàng đậm, vàng nghệ. A12 là 155.000, có cả đen chị Lê Bích ơi. Đây có cả màu đen này. Đấy, có màu đen luôn ạ. Màu đen vẫn đủ size MLXL, hàng em đủ size số. Tại vì hàng này em định gần Tết em mới bán, hoặc là ra riêng ấy. Nhưng mà đợt vừa rồi các chị hỏi em ơi lên phông đi, tại vì ở trong miền Nam ấy có một số là ở vùng, là vùng nóng là không mặc áo len. Cái này em về là phục vụ các chị yêu mình luôn. Đấy, chỗ nào mà không mặc áo len các chị mua áo phông nhà em luôn. Chị Hạt Ngọc có, chị Thu Hòa chốt đơn ạ, chị Tắm Màu ạ, Kim Thanh Đạn có, chị Quỳnh Phận có đơn hàng ạ. A12 155.000 đồng các chị lên đơn cho em ạ. A12 cách số điện thoại cho em một cái áo phông và cái hình chùm chùm. Chùm đây. Mấy đứa? 5 đứa. Cái Thảo vậy thế. Nó buổi tối hôm qua như theo ngày 16 hôm qua nó được 7 đứa tù. Đúng vậy. Nó chắc là con đấy nó trộn trộn trong Thảo.
Rồi chị Đinh Thảo, chị Vi Hằng. Áo em mà có bán mà chị A12 chị ơi. Cho màu đen màu đỏ mình 54 cân. Chị Ngô Kiều Ngân comment của em là A12 nhá. Em mặc size M chị ơi, nó có MLX. Nói chung là các chị cứ tưởng trên 40 cân. Trên 40 cân thì 65 cân. Tại vì áo phông thì mình nên mặc rộng rộng cho em một chút, chứ đừng mặc là ôm sát nó bó quá. Ê chị này, nó phải có cái độ gọi là trùng trùng cho em một tí như này. Các chị nhá. A12 cách số điện thoại cho em 155.000 đồng. Đợt trước em bán rẻ nhất là 185.000. Đấy là giá của lúc trong vụ. Còn các chị ra thị trường hỏi không bao giờ có dưới 220, 250. Đấy. Bây giờ cái thời điểm này là các chị mua áo phông là giá tốt nhất luôn. Thì những cái dòng phông có cổ này cũng không bao giờ lỗi mốt. Mà em toàn đặt về cho khách đặt đồng phục ấy. Đấy. Vàng em là vàng đậm ấy, không phải vàng chanh đâu ạ. Màu bên ngoài vàng đậm đẹp tôn da. Chị Nga Thúy có áo dây mặc là 95.000. Chị Dương Thu Thủy nhá. Chị Hà Linh ạ, chị Thanh Luân Nguyễn ok em chốt đơn hàng ạ. A12 ạ, cách số điện thoại ạ. Chị Trà Hương có đơn nhá. A12 lên số điện thoại cho em, các bác mình chốt đơn ạ. Mẫu này có mấy size chị Hoa? Không này, ML à. Tiếp theo em lên cái phông cổ tròn nhá các chị nhá. Ôi A12 đẹp như này các chị ơi. Em thử lên cái màu hồng đất. Hồng đất em đang về được trước size LXL. Nó hết size M ạ chị ơi. Đang về được trước size LXL. Hai màu như này ạ. Hồng đất của A12 ạ hả? Hồng đất lên cái hết luôn. Tại vì mẫu này là nhà em lúc nào về hàng cũng bị hết trước. Đấy, lúc nào về hàng cũng bị hết trước luôn. A12 màu hồng đất này. LXL. Để chạm size L và size L ạ. Đây là các chị tầm 54-55 cân, XL các chị dưới 65 cân đổ về ạ. Các chị lên trên nào A12 cho em màu hồng ạ. Đây là em gọi là màu hồng đất nhá chị nhá. A12 cho em hồng đất và kèm số điện thoại ạ. Đấy, 155.000 đồng các chị ơi, 155. Chị Heo Sinh ạ, Tuyết Mạnh có, Lan Hương, Nguyễn Vượng có đơn hàng ạ. À, chị Hiền Vũ đặt áo đá mã nào chị ơi, chị Sĩ Tuyền có hồng đất này. Đấy, em bảo rồi cái mã này lên lúc nào khách hàng cũng gọi là bão đơn luôn ý. Chị Lê Thủy có này, A12. Áo hai dây là 95.000, em có cả đen với trắng chị Dương Tu Thủy nhá. Em qua mẫu này luôn này. Tiếp theo mẫu A13 nó là không dáng crop top. Các chị nhìn màu cho em ạ. Size M với size L các chị 40-60 cân. Các chị yêu nhà mình từ 40 cân đến 60 cân em chốt đơn ạ. Mẫu này là A13 các chị gái nhá. A13 và kèm số điện thoại ạ. Đấy chứ, A13 và kèm số điện thoại cho em áo đá. Các chị ơi, từ từ đã, em lên luôn áo đá bây giờ. Em lên các chị 1-2 mẫu áo phông, các chị lấy dồn đơn luôn á. Mẫu này em sẽ có là size M với size L. Lên đơn hàng trên là A13. Đấy, A13 em đang có ML các chị 40-60 cân. A13 từ 40 cân đến 60. Chị ơi, hàng này là không đánh size S đâu. Hàng này của nó là hàng phông Quảng Châu. Nó sẽ đánh là size M với size L. Nó tùy từng form ấy chị. Tùy từng hãng. Hãng này đánh là ML 2 size 40-60 cân. Đấy. Em đang có màu trắng A13 này. Màu vàng của A13 các chị ơi. Chị Nhung Vũ có, chị Trần Thu có đơn ạ. A13 145.000 ạ. Để chạm 145.000 đồng một áo. Các chị ơi, màu vàng này. Màu đen ạ. Hình của nó là hình thêu ấy chị nhá. Hình thêu cho em ạ. A13. Các chị nhớ là trước em về đúng một lần, xong là không có hàng về bù nữa mẫu này. Đấy, hàng này em phải đặt bây giờ mới có. Em đặt trước, một em phải đặt trước. Các chị nhìn hàng cho em A13 màu đen. A13 trên màu đen ạ. A13 trên màu đỏ này. Đúng rồi, chị ơi, em mặc mờ. Đấy. A13 màu đỏ. Cộng số điện thoại cho em ạ. Dưới 60 cân em có size vừa các chị nhá. Dưới 60 cân ạ, ML 2 size. Các chị lưu ý cho em ạ. Dòng mắc đen này ngoại trường ạ, không bao giờ có dưới 200.000. Không bao giờ có dưới 200.000. Trừ khi là người ta sale ạ, nó chỉ còn một vài cái. Hoặc là nó còn lẻ mẫu lẻ size. Nhưng hàng em vẫn đủ size là ML 2 size. Các chị dưới 60 cân. Đây màu rêu. Đấy chạm, đây là màu rêu cho các chị luôn ạ. ML 2 size. Các chị chọn màu ạ, chọn size vừa cho em nhá. A13 và kẹp số điện thoại ạ. 145.000 đồng một áo. 145.000 đồng các chị lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em. Chị Thành Thật ok chị luôn ạ. Thân Thị Hường ạ, chị Nguyễn Phượng có đơn ạ. Chị Thị Hằng Nâu có đơn hàng ạ. Có cả màu nâu các chị nhá. Màu nâu, nâu đất cho em này. Màu nâu đất. Hàng thêu ạ. Màu với vàng là cái gì chị? Comment chuẩn mã, chuẩn màu của em với. Đây màu nâu cho em nhá. Màu nâu của mã hàng A13 đi ạ. Chị Yên Đặng có, Lê Thị Thành có đơn hàng ạ. Hà Linh lên đúng mã hàng với số điện thoại giúp em với chị ơi. Điện thoại nào kêu đây?
quên. Tắt máy đi em ơi. Đây màu nâu các bác nhá, màu nâu. Chị Phạm Vân có á, cho chị hai áo. Áo hay dây đen trắng ok chị luôn. Áo hay dây là 95.000 chị ơi. Áo hay dây là 95.000. Còn áo A13 là 145.000 này chị này. Đây màu rêu, chị ơi xem em màu rêu có nhiều không? Màu rêu luôn. Có đấy. Hai cọc. Màu đẹp này. Màu đẹp lạ. Đẹp thế nhờ, cái màu này. Màu vàng ok chị Ngôi Triệu này. À, nâu với em ok chị Hạt Ngọc này. Giá này dễ mặc lắm các chị ạ. Hả? Đây màu rêu các chị nhá, màu rêu cho em ạ. A13 màu rêu này. A13 cho em màu đỏ ạ. Đấy. A13 cho em màu nâu. Nâu tất cả những cái tông màu nó trầm trầm rất là đẹp luôn ạ. A13 màu đen ạ. Đấy. Và A13 cho em ạ tông màu vàng. Cách số điện thoại cho em các chị có đơn. ML2 size các chị cứ dưới 60 cân đổ về em chốt, dưới 60 cân đổ về em chốt đơn ạ. Rêu không có XL chị nhá, em có ML2 size thôi. Chị Trà Hương ạ. XL màu xanh rêu không có, chị ơi em có ML thôi ạ. Chị Tắm Màu có đơn hàng ạ. Chị Nguyễn Lành ok chốt A13 đấy chị này. A13 cộng số điện thoại cho em ạ, 145.000 một áo. 145.000 đồng ạ, các chị lên đơn mẫu này cho em ạ. Rồi cho em mua áo đá chị ơi. Em mua áo đá này, mẫu này A13 các chị nhá. Chị Bùi Chiến rồi ok chị chốt đơn hàng ạ. Dạ em ấy, đá 90 ấy. Đá 90 có cái mẫu đấy. Ở trên góc góc ở trên cùng ấy kìa. Trên cùng. Gà lắm người. Bây giờ mặc tóc cái đoạn này kiểu lông sang lắm thế. Trà Hương có màu gel này. Chị Nguyễn Lành này ok này. Quyền lên đứng ngay tìm một chị này. Vậy em một chút em tìm một cái mã này nữa cho các chị luôn. Chị Hà Nguyễn Thị Yến có. Chị Trang Phan ok chụp A13 này. Mã hàng A13 và cộng số điện thoại ạ. Nhà có tầm 500 bộ áo đá. Để đây. Đây đỏ đây. Chị này. Đỏ xinh mà toàn bộ của nó là hình thêu hết. Các chị ơi hình thêu hết cho em chứ không phải là hình in như hình dán mà đâu các chị nhá. Đây các chị nhìn hình thêu bên trong mặt bên trong của nó này. Đây mặt ngoài cho em này, mặt trong mặt ngoài các chị này. Nó sắc nét tuyệt đối luôn như này. Đấy, hình thêu tay của nó cũng sắc nét cơ. Hình thêu tay của nó cũng sắc nét luôn. Chị Nhung Vũ có, chị Nguyễn Thị Minh chốt đơn hàng ạ. Chị Mùa Bùi rồi ok chốt đơn ạ. Đây các chị ơi màu đỏ em mặc thử các chị xem luôn. A13 nhá. A13 cộng số điện thoại cho em ạ, 145.000 ạ. Chị Phương Thỏa, áo này 145 chị ơi. 145.000, áo phông cho em ạ. 145 và kèm số điện thoại ạ. Chị Chu Thắm chốt màu gel này. Gel nâu đen vàng đỏ và màu gel nâu đen vàng đỏ trắng. Chị Hạt Ngọc ok chốt màu đỏ. Thấy chưa? Rồi tiếp theo ạ, đá 90 cho em mẫu này ạ. Áo da 350 là mã nào chị nhớ mã hàng không? Nếu mà nhớ mã hàng thì lên lại mã hàng với số điện thoại cho em với chị Nguyễn Lương nhé. Cho em xin lại mã hàng với cái số điện thoại với. Mã này các chị có mẹ là đá 90 này. Đá 90 và kèm theo số điện thoại cho em. Đá 90 em còn 2 size LXL ạ. 2 size LXL. Các chị lên mã này là đá 90 và cộng số điện thoại ạ. Đá 90 kèm số điện thoại cho em. Không có cổ, đợi em tí lên một mã nữa nhá. Còn mã không có cổ đấy nhỉ? Còn trên bàn đây. Tao phải gắn cái chữ đen chưa bán thì không mang cho nó nhập nhầm. Tao cũng nhiều lắm, tao cũng để. Đây các chị này. Mã này các chị comment hộ em ở đá 90 nhá. Em có LXL 2 size. LXL 2 size các chị từ khoảng 55 cân đến tầm khoảng 65 cân đổ về ạ. 55 đến 65 cân đổ về chốt đơn hàng ạ. Đá 90 180.000 một áo. Mã này là 180 các chị này. Comment hộ em là đá 80 à đá 90 nhá chị yêu nhá. Đá 90 ạ, đá màu. Đá 90 và kèm theo số điện thoại cho em các chị có đơn ạ. Đẹp này các chị ơi.
Chị Nguyễn Thắng có ạ, chị Bình Yên rồi, ok chốt đơn hàng ạ. Đá 90 cho em mẫu này ạ. Đá 51 là mã nào nhỉ? Đấy, nhiều mã đá các không nhớ được hết chị ạ. Mẫu này 180 các chị yêu nhá. 180.000 một áo ạ. Musi lên rồi. À chưa. Có bị chết đi à, chết đi đấy. Bỏ chết rồi nha. Có mà là. Ok. Hết size M chị ơi, bây giờ bữa này em còn L, XL 2 size thôi. Đá 90. Chốt được các chị là 180.000 chị nhá. Đá 51 là chấm bi à? Chấm bi là mã 51, chị xem em mã 51 là mã nào. Đây là có cái mình lấy size M nhiều nhất. Lúc nào hết size M trước. Đúng rồi. Lúc nào hết size M trước. 55 cân mà cao hết 57, 58, 60 vẫn chỉ mặc M đấy. Các chị ơi, nếu mà cái mẫu này thì các chị tương có đồng khoảng 54-55 cân đến tầm 65 cân đổ về. 54-55 cân đến 65 cân đổ về em chốt đơn hàng. Mẫu này các chị comment là mã gì nhỉ? Đá 90 các chị nhá. Đá 90 ạ, 180.000. Em đang hết size M, bây giờ còn L, XL thôi. Dạ. Có cái mã nâu nâu kìa chị ạ. Nâu nâu em chưa lên. Nâu nâu ở trong tường ấy. 667 chị ơi, đủ size số ra bỏ này. Đẹp. Không phải cái kia, cái nâu nâu ở trong góc tường ấy. Ừ. Sao bút em hết rồi. Còn phải chờ em không? Cái 90 ạ, LXL 2 size các chị nhá. Chị điệu điệu cho em số điện thoại chị ơi. Chị Tu Lê ok chốt đơn hàng ạ, đá 90. Đá 90 lên số điện thoại cho em mình chốt đơn ạ. Này á. Mã này có ML này. Lên cho là đá 678. Mã này các chị comment là đá 678 ạ. Ok cho chị Nguyễn Hà. Chất mềm mềm này. Comment của em là đá 678 và cộng số điện thoại ạ. Chị Tiên Thủy ok chốt đá 90. Đây ạ, mẫu này là đá 678 nhé các chị nhé. Xem mã này bao tiền. Mã này là có 3 size MLX ạ. Chuột chuột này, chuột chuột đá. Chuột đá 678. Đá 678. Quan trọng là mình thích. Thì bây giờ chị hỏi em bao nhiêu tuổi mặc được vậy thì em không trả lời được câu này chị ơi. Câu này em xin phép là em không trả lời được câu hỏi của chị luôn là bao tuổi mặc được. Tại vì là do cái gu của mình là mình thích thôi. Chứ không quan trọng là tuổi tác là phải bao nhiêu tuổi mới mặc được cái này, phải bao nhiêu tuổi mới mặc được cái kia chị ạ. Mã này là 145.000 một áo á, 145. Mã này các chị comment cho là đá 678 mà 145.000 đồng ạ. Các chị lên đơn hàng kèm số điện thoại ạ, từ 40 cân đến 65 cân các chị nhé. 40 cân đến 65 cân. Các chị lên mã này cho em ạ. Nó sẽ có hình cái con chuồn chuồn đính đá. Chuồn chuồn đính đá. Chị Xuân Bùi ok chút đá 90 này. Mã này các chị có phải là đá 678 ạ. Cộng số điện thoại ạ. Đá 90 bây giờ em còn LXL thôi. Nếu mà chị chốt thì chị cứ lên đơn. Còn size M em hết chị Thanh Uyên nhá. Chị Thanh Uyên nhá. Đá 90 em hết size M rồi. Còn LXL. Đấy. Nếu mà chị thử cho em xin lại số điện thoại với. Nếu mà nhân viên thì em báo là LXL hết hàng thì ngày mai em xem lại nhân viên nào chốt đơn chị và báo hết hàng. Được không ạ? Thanh Nguyên nhá. Đá 90 thì size M thì em mới hết thôi, còn size LXL thì em vẫn còn. Chị Phương Hoa chốt đá 678 này. Lên đơn hàng cho là đá 678 kèm số điện thoại 145.000 đồng một áo á. 145.000. Lên mã này cho em là đá 678 kèm số điện thoại cho em. Đá 90 ok chị Trà Hương. Đá 90 em còn LXL hay size hàng thì không về bù nữa các chị nhá. Hàng không có về bù nữa. Em chào chị Nguyễn Thị Phương Loan.
Mãi đá 9, à đá 678. Đá 678 ạ, cộng số điện thoại cho em ạ. Ngủ đêm muộn rồi. Nào em lên tiếp một mẫu áo phông nữa nhá. Chân váy mặc là 230 chị ơi. Chị ơi cho em một mẫu áo phông phông có cổ nữa nhá. Lên các chị một mẫu phông có cổ nữa. Em thấy có cái phông mà cổ tròn, có cái mẫu mà nó có hình sao sao hay cái gì đẹp lắm. Ở đây. Đây lên các chị một mẫu này đi. Để chị lên mẫu này cho các chị luôn ạ, phông cổ tròn nhá. Lên mẫu A đi. A bao nhiêu nhỉ? Thế em cái màu xanh lam thì có hàng không? Hả? A14. Mẫu màu này có nhiều không? Có hàng không? Thế là u xỉ nhỉ? Ừ. Đây nhỉ? Có. ML à? Đến A bao nhiêu rồi? A14. Lên mẫu này cho em là áo phông là A14, phông có cổ các chị nhá. Phông có cổ, chân váy em mặc là chân váy xòe chị, chân váy xòe. Nhưng mà nó lẻ mẫu chị ạ, nó lẻ mẫu. Chân váy em lẻ mẫu rồi. Mẫu này các chị comment là A14 là phông có cổ ạ. Đây là màu xanh lam cho em này. Màu xanh đậm ấy, trước em gọi là màu xanh đậm ấy. Mã 85 cổ tim à? 85 cổ tim là mã nào nhỉ? Thế chị bóng là ở đâu đấy? Không ngủ đi à. Đấy, có hôm 12 giờ luôn chẳng ngủ ấy. Không biết đâu kiếm đâu được cái vòng. Vòng này bên tầm ấy, trong cái búp bê ấy. Đây các chị ơi, lên mẫu này cho em là A14 nhá các chị nhá. Thấy mềm giật cả mình. Và sau này tự nhiên phòng thế. A14 cho em các chị ơi. Con đáo ra cả mình. Con đại gia phi. Bố đâu, bố đâu? Bố đâu? Bố ngủ trên tàu. Thế à? Thế không vào ngủ với bố đi. Không. Giờ này cũng lang thang ở đây. Hôm nay con ngủ với à, hôm nay con ngủ với bà. Ừ, ngủ với bà. Thế lên giường ngủ đi, mai đi học nhá. Bà bảo hôm nay được nghỉ mà. Hôm nay nghỉ mà. À chị Nguyễn Lương ơi, đấy là da 731. Con này là A14 màu xanh các chị này. A14 màu xanh ạ. À. Xanh này em gọi là màu xanh đậm nhé các chị nhá. Còn đây là xanh lá này. Xanh đậm này, xanh lá này, màu hồng hồng đậm cho em ạ, à, hồng đất ấy. Hồng đất này, màu trắng này, màu vàng ạ. À. Ơ mẫu này không có đỏ à? ML 2 size các chị ơi, dưới 60 cân em chốt đơn. 40 cân đến 60 cân em chốt đơn hàng ạ. À. A14 ạ, à, kèm số điện thoại các chị yêu nhá. 155.000 một áo ạ. À. Đấy chứ ạ, 155.000 các chị lên đơn hàng một kèm số điện thoại cho em. 155 ạ, chất phông này đẹp mát lắm các chị ạ. Đẹp mà mặc mát. Mã này thì em bán quanh 5 ngày tháng luôn. Riêng mẫu cái mẫu này chẳng bao giờ lỗi mốt. Khách hàng đặt đồng phục cũng rất là nhiều. Kể cả mùa đông vẫn đặt đồng phục bình thường. Tại vì các chị đặt cho đội bóng hay là đặt cho kiểu đội thể thao hoặc cho nhóm ấy. Đấy. Nhưng mà hiện tại là mẫu này em đang chưa về được XL. Nó nhưng về được size M với size L trước tôi ạ. A14 cho em ạ. Xanh em mặc là xanh kiểu xanh lam ấy, xanh đậm ấy. Còn đây là màu vàng, vàng là vàng đậm cho em ạ, vàng đậm này. À, màu trắng các chị này, màu trắng của size M với size L hàng Quảng Châu các chị nhá, 155.000 một áo á. A14 và cách số điện thoại cho em ạ. A14 và cách số điện thoại cho em 155.000 đồng các chị lên đơn hàng mã này cho em nhá. Đây là hồng nữa các chị này. Hồng đậm ạ. Đấy là màu hồng đất các chị ơi, màu đẹp nhỉ. Đấy, màu hồng đất này, chất phông của nó là cốt tông lạnh các chị nhá. Chất cốt tông lạnh cho em ạ, mặc của nó mát. Mùa hè các chị mặc nhẹ nhàng nhận, mặc mát rượi như không mặc luôn. Đấy, Huyền Thị Bùi ạ, Nguyễn Thị Phương Loan ạ, Kim Thanh Đặng ok ạ, Bình Nguyễn chốt đơn hàng ạ. À, còn phông kẻ cổ tim em còn, chị Hải Yến Bùi ơi. Đây các chị này, màu xanh là xanh lá cho em nhá, xanh lá này.
màu hồng các chị ơi, XL chưa về được hàng, tí sẽ lên mẫu có XL, tí lên mẫu có XL luôn. Mẫu này thì về được trước là size M với size L, ba size các chị nhìn trên mạng Viền nó bọc hết cho em như này, được chưa? Viền bọc hết cho em như này, các chị lên đơn hàng cộng số điện thoại cho em ạ, A14 ạ, A14. Các chị chọn màu, các chị chọn size vừa nhá. Đây màu hồng này, đấy màu hồng này. A14, chị ơi cái mẫu ở trong này, lấy cho em một mẫu cô. À đây không sao sao này. Em thấy có mẫu này có cả màu cam. Okay, 59 cân mà vừa size L. Em đang size M này. Đấy, em đang size M đấy các chị nhá. Mã này là A14, màu hồng đậm ấy, hồng đất. Màu này em gọi là màu hồng đất thì màu kiểu nó là lạ lạ ấy, màu mới. Chị Mai Thanh ạ, à, chị Dậu Lê có ạ. À, chị Phương Mạnh có. Chị Phương Mạnh cho em số điện thoại chị ơi. Comment cho em xin số điện thoại với ạ. Ok chị ạ, à, A14 nhá chị nhá. Màu vàng ạ. À. Vàng đậm nha các chị gái nhá. Màu vàng đậm cho em ạ. À. A14 lên số điện thoại cho em các chị có đơn. Ok chị, A14 màu trắng đấy chị này. A14 màu trắng ạ. À. A14 cho em màu vàng. A14 cho em hồng đất. A14 cho em màu xanh đậm. Đấy, và A14 cho em ạ, tông màu xanh lá. Cộng số điện thoại cho em 155.000 một áo các chị nhá. 155.000. Lên đơn mã này cho em với ạ. Cộng số điện thoại nhé chị yêu. Màu đẹp này, chị Nguyễn Thi ok chốt A14. Toàn bộ hàng Phong, hàng Quảng Châu các chị luôn. Gặp mã này cho em với chị ơi. Tôi hôm nay nghỉ, mệt quá. Em nghỉ nhá. Trưa mai lại chiến đấu tiếp đúng không ạ? Ngày nói 10 tiếng. Trưa mai lại lại gặp các chị yêu nhá. Trưa mai em lại lên len nhá. Mặc màu trắng các chị xem, chị ơi đưa cho em màu trắng phát nào. Đây em mặc các màu trắng các chị xem luôn. Các chị thích màu gì các chị lên màu đấy thôi. Còn màu nào thì em đã dơ màu rồi, còn form dáng các chị biết cái form dáng của nó rồi mà. Mấy thích màu nào thì mình lấy màu đấy thôi. Thích màu nào mình chốt màu đấy thôi ạ. Đây các chị này, chị Phương Bùi Nguyễn cho em số điện thoại với ạ. Chị Nguyễn Oanh đây màu trắng đấy chị này. Trắng đây. Đây là A14 màu trắng. Những cái form này nó không dài quá, không ngắn quá. Form này em bán dễ nhất và bán được nhiều nhất luôn ấy. A14 màu trắng ạ. Chị Thúy Vân Trương Thị ok chị này. Phạm Thị Tuyết có ạ. Chị Loan Thanh ok này. Chị Nguyễn Lương ok em chốt đơn hàng A14 ạ. 155.000 đồng ạ. 155.000 đồng các chị lên đơn mã này cho em ạ. Cộng số điện thoại. Hồng đất với vàng. Ok chị Trà Hương có, chị Hiên Hoàng có đơn hàng ạ. A14 và kèm theo số điện thoại cho em. Đấy, A14 và kèm theo số điện thoại cho em ạ. À, xanh đậm, A14 màu A14 xanh đậm với màu vàng, A12 màu đỏ. Ok chị ạ. À. Chị Hương Phạm có màu đỏ A14, à A12 này. Trắng hồng đất rồi ạ. À. Giá 56 còn lẻ sai chị ạ. À. Chị Lê Hiền có ạ. Chốt mẫu nào chị Nguyễn Oanh ơi. Comment của em là A14 nhé chị nhá. A14 màu trắng. Đấy comment rõ cái mã hàng với số điện thoại cho em mình lên đơn. Chị Mai Thim ok chốt A14 ạ. Chị Ngọc Nguyễn có A14 này. Vẽ linh tinh vẽ ra ghế của mẹ thế. Đây là ghế bố con ạ. Không. Đây là ôi sao mẹ trông như yêu quái vậy con? Mẹ cười trông như yêu tình như kìa. Ôi em nghỉ nha các chị nhá. Đá 90 mà 50 cân em sợ hơi rộng ấy chị ạ, vừa rộng vừa dài. Em hết M rồi, bây giờ là cái mỡ đá 90 em chỉ còn size L và size XL thôi. Đấy, em mới đặt hàng size to đi, bây giờ toàn người béo mà. Chân váy chị có mấy chân váy thôi, tại vì chân váy em có mấy mẫu khác nhau nhưng bây giờ nó lẻ mẫu lẻ size. Như chị này, nó có các hình cả khác nhau luôn ý. Đó, các hình khác nhau như này. Chân váy là 230 các chị nhá, chân váy dạ bên trong có quần.
chân váy dạ này bên trong có quần cho em này các chị này. Các chị có mày chân váy xòe cộng số điện thoại cho em ạ. Chân váy ngắn được, chân váy ngắn. Đấy, chân váy ngắn kèm số điện thoại cho em ạ. 230.000 một chân váy. Tiêm lê của A14 này. Lê mẫu đá tiếp đi ạ, giờ muộn rồi, ít người xem quá. Chị nhìn được áo đá đẹp lắm luôn. Cảm ơn chị Thanh Luân Nguyễn nhá. Thôi áo thì mai em lên tiếp được không ạ? Để ngày mai em lên nhá. Bây giờ xin phép các chị em nghỉ sớm một chút. Em nghỉ sớm một chút đúng không ạ? Bye bye các chị yêu nhá. Chúc các chị mình ngủ ngon ạ.